Đệ nhất kiếm thần, Diệp Huyên. Tập 163. Lời này vừa thốt ra, mọi người trong sân đều nhìn ông lão tóc trắng. Vũ Tôn kia cũng nhìn ông lão tóc trắng, gã quan sát ông lão tóc trắng, không nhìn thấu ông lão, lập tức khẽ nhíu mày, ngươi là ai? Ông lão tóc trắng khẽ cười, ngươi dùng tờ giấy ta từng để lại, còn hỏi ta là ai? Vũ Tôn ngây người, sau đó châm chọc nói, giấy của ngươi. Ông lão tóc trắng gật đầu, quả thực là giấy của ta. Vũ Tôn cười ha ha, đúng là nực cười. Các hạ có biết, tờ giấy này do một vị thần đế chân chính để lại không, thế nào, ngươi là thần đế? Ông lão tóc trắng nhíu mày, hỏi ngược tại sao ta không thể là thần đế? Vũ Tôn ngây người, sau đó cười lớn. Ông lão tóc trắng không biết phải nói gì. Lúc này, Ngạc Uyên ở bên kia đột nhiên nói, các hạ nói mình là thần đế. Ông lão tóc trắng nhìn Ngạc Uyên, thế nào? Ngạc Uyên cười nói, theo ta biết, hiện tại vũ trụ hình như đã chẳng còn thần đế rồi. Ông lão tóc trắng vuốt râu khẽ cười, có, chỉ là các ngươi không tiếp cận được thôi. Ngạc Uyên đang muốn nói thì Vũ Tôn ở bên kia chợt nói, đúng là hoang đường. Vũ trụ này đã đến mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện thần đế rồi, ngươi lại nói bản thân là thần đế, ngươi đúng là nực cười. Ông lão tóc trắng lắc đầu thở dài, hậu bối, ta thấy ấn đường của ngươi tối đen, giữa hàng mày có điểm hung, sợ là mệnh không dài. Ngươi lại còn ở đây hi hi ha ha, lão phu cũng không biết phải nói gì. Vũ Tôn cười nói, mệnh ta không còn dài. Ông lão tóc trắng gật đầu, đúng vậy. Vũ Tôn cười lớn, thế gian này, ngoài mấy vị trí tôn ra, còn ai có thể giết ta? Ông lão tóc trắng thấp giọng thở dài, các ngươi ở đời này, sao lại ngu xuẩn vậy chứ? Vũ Tôn nhìn ông lão tóc trắng chằm chằm, không ra vẻ thì sẽ chết hay sao? Vừa dứt lời, gã đã vung tay áo, một luồng sức mạnh kinh khủng phóng về phía ông lão tóc trắng. Thế nhưng, luồng sức mạnh kia còn chưa kịp tiến đến gần ông lão tóc trắng thì đã biến mất không dấu vết. Thấy vậy, mọi người trong sân đều biến sắc. Kể cả Vũ Tôn. Gã cũng không phải kẻ ngốc, ngay khi sức mạnh bản thân vô duyên vô cớ biến mất, gã đã biết, chuyện không đơn giản. Vũ Tôn do dự chốc lát, sau đó nói, tiền bối, vừa nãy là ta mạo phạm rồi. Ông lão tóc trắng cười nói, ngươi còn chưa ngu ngốc đến mức không thuốc chữa. Vũ Tôn trầm giọng nói, tiền bối, mục tiêu nấm mồ thần linh ta là cô gái này, chúng ta tuyệt đối sẽ không mạo phạm ý của tiền bối. Ông lão tóc trắng im lặng một lúc rồi nói, ta thu lại lời lúc nãy. Vũ Tôn. Ông lão tóc trắng nhìn cô gái váy trắng trước mặt, tiền bối, trận cờ này, ta thua rồi. Tiền bối. Nghe thấy lời của ông lão tóc trắng, Vũ Tôn kia có chút sửng sốt. Ông lão này sao lại gọi cô gái này là tiền bối? Cô gái váy trắng liếc nhìn ông lão tóc trắng, thu rồi, vậy thì chết thôi. Ông lão tóc trắng cười khổ, tiền bối, ta không muốn chết. Vẻ mặt cô gái váy trắng vô cảm, là ngươi chủ động tìm đến ta. Ông lão tóc trắng cười chua xót, ta không biết tiền bối mạnh như vậy. Cô gái váy trắng nhẹ nhàng vung tay, bàn cờ trước mặt lập tức biến mất. Nàng quay người nhìn Diệp Huyên cách đó không xa, vốn đã nghĩ đến chuyện này rồi, phân thân này của ta đi tìm ngươi, nhưng không ngờ, ngươi lại tìm ta rồi. Phân thân. Nghe thấy lời cô gái váy trắng, sắc mặt Vũ Tôn bên kia lập tức thay đổi, ngươi, ngươi chỉ là phân thân. Gã căn bản không nhìn ra hư thực của cô gái váy trắng. Sở dĩ Diệp Huyên có thể nhìn ra được, là bởi vì hắn và Thanh Nhi đã quá quen thuộc rồi. Thanh Nhi ở trước mặt này khiến hắn có cảm giác có chút không giống. Đương nhiên, mặc dù là phân thân, nhưng vẫn là Thanh Nhi. Cô gái váy trắng căn bản không quan tâm đến Vũ Tôn, nàng đi về phía Diệp Huyên, lúc này, Vũ Tôn kia đột nhiên hung hăng nói, muốn chết mà. Vừa dứt lời, hắn niệm khẩu quyết trong lòng, thoáng chốc, hai tờ giấy đỏ máu ở phía chân trời bỗng rực cháy. Đồng thời, hai luồng sáng đó lập tức bao phủ lấy cô gái váy trắng, thế nhưng, cô gái váy trắng lại không bị ảnh hưởng gì. Cô gái váy trắng ngẩng đầu liếc nhìn hai tờ giấy đỏ, sau đó, hai tờ giấy đỏ run rẩy dữ dội, rồi lập tức biến thành hư vô. Thấy vậy, sắc mặt Vũ Tôn kia thoáng chốc tái nhợt, ánh mắt gã vô cùng khó tin, chuyện này sao có thể?
Cách đó không xa, ông lão tóc trắng lắc đầu thở dài, trời ạ, rốt cuộc là ai cho ngươi cái gan đó vậy? Cô gái váy trắng đột nhiên nhìn Ngạc Uyên cách đó không xa, vẻ mặt Ngạc Uyên thay đổi, ông ta vội kính cẩn thi lễ, tiền bối, ta và nấm mổ thần linh không có quan hệ gì cả. Hôm nay ta chỉ đi ngang qua, ta chỉ là đi ngang qua. Ông ta không ngốc, lúc này đương nhiên đã phát hiện cô gái váy trắng rất đáng sợ. Phú tôn này chính là cao thủ cổ thần cảnh đấy. Hơn nữa còn sử dụng cả thần vật, nhưng, cô gái váy trắng này lại không bị gì cả. Đây là sao chứ? Có nghĩa thực lực cô gái váy trắng này trên vượt xa cả trên cổ thần cảnh nữa. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, người quen hắn sao? Diệp Huyên nhìn Ngạc Uyên, lắc đầu, không biết. Nói rồi, hắn khẽ dừng lại rồi nói tiếp, vừa nãy hắn còn nói nguyện ý giúp đỡ nấm mổ thần linh tiêu diệt ta. Cô gái váy trắng nhướng mày, vậy sao? Nói rồi, nàng liếc nhìn Ngạc Uyên, tiêu diệt ca ca ta. Ngạc Uyên trầm giọng nói, tiền bối, ngạc tộc ta và nấm mổ thần linh không có bất kỳ quan hệ gì, chuyện tiền bối và nấm mổ thần linh, ngạc tộc ta không nhúng tay vào nữa. Cáo từ. Nói xong, ông ta đã quay người rời đi. Nhưng ngay lúc này, lại xảy ra chuyện kỳ lạ. Bù. Mọi người còn chưa kịp phản ứng thì một thanh kiếm đã xuyên giữa trán Ngạc Uyên. Mọi người trong sân ngây ngốc. Cô gái váy trắng nhìn Ngạc Uyên, ta cho ngươi đi rồi sao? Ngạc Uyên run giọng nói, tiền bối, mọi chuyện nên chừa đường lui, sau này còn dễ gặp mặt. Cô gái váy trắng lắc đầu, có suy nghĩ xấu xa với ca ca, ta đều giết. Vừa dứt lời, nàng khẽ vung tay. Cả người Ngạc Uyên lập tức bị tiêu diệt. Hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Mà những cao thủ ngạc tộc ở bên cạnh thoáng chốc cũng biến sắc, một ông lão trong đó lập tức nổi giận nói, các hạ hành động quá tuyệt tình rồi. Cô gái váy trắng nhìn ông lão lên tiếng kia, ngươi không phục. Ông lão tức giận nói, sau lưng ngạc tộc ta cũng có một vị chí tôn. Chí tôn? Cô gái váy trắng nhíu mày, thứ rác rưởi gì vậy? Mọi người. Ông lão kia nhìn cô gái váy trắng chằm chằm, ngươi lại dám coi thường chí tôn. Cô gái váy trắng lắc đầu, gọi đến. Ông lão tức giận nói, ngươi có đức hạnh gì có thể khiến chí tôn rét ai chứ? Ngươi! Vừa dứt lời, đầu ông ta lập tức bay đi, âm thanh chợt dừng lại. Người ra tay không phải cô gái váy trắng, mà là Diệp Huyên. Cô gái váy trắng nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên cười nói, đây là một môn kiếm kỹ do ta tự tạo ra, Thanh Nhi muội cảm thấy thế nào? Cô gái váy trắng do dự chốc lát rồi nói, không tệ. Không tệ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lời này nói ra rõ ràng có phần trái lương tâm rồi. Diệp Huyên cười ha ha, Thanh Nhi, chúng ta đổi nơi nói chuyện đi. Đừng để bọn họ lãng phí thời gian huynh muội chúng ta. Thanh Nhi gật đầu, được. Ngay lúc này. Một cao thủ ngạc tộc còn sống ở gần đó đột nhiên giống giận, các người có gan thì đừng đi. Diệp Huyên nhìn cao thủ ngạc tộc, người muốn làm gì? Cao thủ kia hung tợn nói, có dám ở đây đợi một lúc không? Ta về tộc gọi người. Diệp Huyên. Ở bên kia, ông lão tóc trắng lập tức lắc đầu, trời ạ, chí thông này chọc mù mắt lão phu rồi. Lúc này, cô gái váy trắng đột nhiên quay đầu nhìn ông lão tóc trắng. Ông lão tóc trắng vội nói, tiền bối, lúc trước là ta đường đột. Trước khi gặp được tiền bối, lão phu vẫn luôn cho rằng bản thân mình đã đạt đến điểm cuối võ đạo rồi. Mà bây giờ gặp được tiền bối, mới biết được thì ra bản thân là ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Cô gái váy trắng nhìn ông lão tóc trắng, giết ngươi hay không, phải xem ý ca ca ta. Ông lão tóc trắng vội nhìn Diệp Huyên, khẽ thi lễ tiểu hữu, vẫn mong nói giúp vài câu. Diệp Huyên khẽ cười, lễ này của tiền bối, ta thực nhận không nổi. Ông lão tóc trắng cười khổ, tiểu hữu nhận được, bởi vì sống chết của ta, toàn bộ đều do suy nghĩ của tiểu hữu. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta và tiền bối không thù không oán, đương nhiên sẽ không muốn tiền bối chết. Thật sự hắn hiểu ý Thanh Nhi. Thanh Nhi là muốn tạo cơ hội cho hắn, để ông lão này nợ hắn một ân tình. Nếu không... Với tính cách của Thanh Nhi, nếu thật sự muốn giết ông lão thì sớm đã một kiếm chém chết rồi. Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, Thanh Nhi khẽ gật đầu, vậy thì không giết.
Nghe vậy, ông lão tóc trắng thở phào nhẹ nhõm, ông ta lại thi lễ lần nữa, đa tạ ơn tiền bối không giết. Nói rồi, ông ta lại nhìn Diệp Huyên, ân đức tiểu hữu hôm nay, sau này ta sẽ trả. Nói xong, ông ta muốn đi mà lúc này, Vũ Tôn ở phía xa kia đột nhiên run giọng nói, các hạ, ngươi không phải nói ngươi là một vị thần đế sao? Ông lão tóc trắng nhìn Vũ Tôn, đúng vậy, có vấn đề gì sao? Vẻ mặt Vũ Tôn không hiểu, nếu ngươi là thần đế, tại sao lại hèn mọn như vậy? Ông lão tóc trắng cười nói, ngươi nói xem. Vũ Tôn tức giận nói, ngươi không phải thần đế. Ông lão tóc trắng mở lòng bàn tay, trong tay có một tờ giấy trắng, ông ta niệm trong lòng vài câu, ngay sau đó, tờ giấy kia lập tức chuyển động, dần dần, tờ giấy đó ẩn chứa sức mạnh vô cùng kinh khủng. Thần đế chi lực. Thấy vậy, Vũ Tôn lập tức như bị đánh mạnh một cái, đầu óc trống rỗng. Ông lão tóc trắng cười nói, ngươi biết ta tại sao có thể sống đến hiện tại không? Không phải thực lực ta mạnh, có rất nhiều người có thực lực và có thiên phú hơn ta. Nhưng, bọn họ đa phần đều chết cả rồi. Sở dĩ ta đi đến được hôm là bởi vì ta luôn luôn ghi nhớ một đạo lý, chính là làm người, mặc kệ lúc nào, cũng không thể quá ngông cuồng, đều phải có đường lui, lúc nên sợ, nhất định phải sợ, làm người khiêm tốn một chút, nói chung sẽ không sai đâu. Nói xong, ông ta quay người rời đi. Khi ông lão tóc trắng rời đi, gương mặt đầy vẻ tươi cười. Thật ra, trước khi nhìn thấy cô gái váy trắng, ông ta đã bắt đầu tự mãn rồi. Bởi vì trong vùng vũ trụ này, ông ta căn bản không có đối thủ nào cả. Nhưng sau khi nhìn thấy cô gái váy trắng, ông ta lại một lần nữa thức tỉnh bản thân. Ông ta hiện tại tâm cảnh đã có thay đổi khác biệt rõ rệt. Ông ta có cơ hội nâng cao một bước rồi. Hôm nay ông ta xem như đã niết bàn trọng sinh rồi. Ở phía xa, Vũ Tôn kia như nghĩ đến gì đó, đột nhiên gã nhìn cô gái váy trắng chằm chằm, lúc này, sau khi bình tĩnh lại, cuối cùng gã đã phát hiện ra điểm bất phàm của cô gái váy trắng. Tuy chỉ là một phân thân, nhưng, cô gái trước mặt này lại khiến gã có cảm giác giống như vũ trụ mênh mông vậy, sâu không thấy đáy. Nàng ta còn mạnh hơn cả thần đế. Trong đầu vừa xuất hiện suy nghĩ này, Vũ Tôn chợt cảm thấy có chút hoang đường. Chuyện này có khả năng sao? Nhưng, nếu nàng không mạnh hơn thần đế, thì thần đế sao lại tôn kính nàng như vậy chứ? Dần dần, sắc mặt Vũ Tôn dần trở nên khó coi. Bởi vì lý trí nói cho gã biết, cô gái trước mắt chắc chắn còn mạnh hơn ông lão tóc trắng. Ngay lúc này, một sức luồng áp lực kinh khủng đột nhiên lao xuống từ trên trời. Cao thủ cổ thần cảnh. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn, trên bầu trời. Một bóng người lẳng lặng ngưng tụ hiện ra. Cao thủ của ngạc tộc đã đi ra rồi. Nhưng người đến không phải bản thể. Mà chỉ là một cái bóng hư ảo. Trên bầu trời, cao thủ cổ thần cảnh ngạc của ngạc tộc kia nhìn Thanh Nhi từ trên cao, các hạ hành động, có phần quá tuyệt tình. Cô gái váy trắng nhìn cao thủ cổ thần cảnh kia, ngươi là người nào? Bóng người kia nói, Ngạc Lân, đại trưởng lão ngạc tộc. Cô gái váy trắng gật đầu, ngạc tộc ở đâu? Đây mới là chuyện nàng muốn hỏi. Bóng người nhìn cô gái váy trắng chằm chằm, cười lạnh, thế nào, người muốn tiêu diệt ngạc tộc ta sao? Cô gái váy trắng nói, chỉ phương hướng. Bóng người chỉ về phía bên phải, đến Linh Võ Thành cách hơn 100 vạn dặm. Cô gái váy trắng mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay nàng, đi. Vừa dứt lời, kiếm Thanh Huyên lập tức bay đi. Trên bầu trời Linh Võ Thành, kiếm Thanh Huyên rơi thẳng xuống. Ầm. Kiếm vừa rơi xuống, cả Linh Võ Thành lập tức bị tiêu diệt. Mà vừa ngay khoảnh khắc này, kiếm Thanh Huyên lập tức hấp thu đến gần 100 vạn linh hồn. Cách Thanh Nhi không xa, bóng người kia đột nhiên quay đều, sau đó, ánh mắt gã vô cùng khó tin, ngươi. Lúc này gã đang dần biến mất với tốc độ nhanh chóng. Bởi vì bản thể của gã đã không còn rồi. Bên kia, ánh mắt Vũ Tôn kia cũng tràn ngập khó tin, chuyện này. Lúc này, trong lòng gã chỉ còn kinh sợ. Cô gái này, thật sự là một kiếm tiêu diệt ngạc tộc. Thời khắc này, gã đã tin ông lão tóc trắng kia là thần đế rồi. Lại càng tin cô gái trước mặt này còn kinh khủng hơn cả thần đế. Sở dĩ cô gái này có thể ở trên thế gian này,
là bởi vì người ta còn mạnh hơn cả Chí Tôn, pháp tắc vũ trụ căn bản không làm gì được nàng. Nằm mồ thần linh xong rồi. Sắc mặt Phú Tôn tái nhợt. Thanh Nhi liếc nhìn hư ảnh ngạc tộc kia, nàng mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên đã xuất hiện trong tay nàng, hơi thở kiếm Thanh Huyên bắt đầu tăng mạnh. Ngay vừa nãy, nàng trực tiếp hấp thụ cả mười mấy linh hồn cao thủ cổ thần cảnh, mà cao thủ dưới cổ thần cảnh thì nhiều không kể hết. Kiếm được nhiều rồi. Hư ảnh ngạc tộc kia nhìn Thanh Nhi chằm chằm, vẻ mặt vô cùng hung tợn, ngươi chỉ một suy nghĩ đã tiêu diệt ngạc tộc ta, ngươi hành động như vậy, ắt sẽ bị trời phạt. Lúc này, Vũ Tôn ở bên cạnh đột nhiên nhẹ giọng nói, trời, không phạt được nàng ta. Cao thủ như vậy, đã vượt xa pháp tắc vũ trụ chí cao, trời sao có thể phạt được. Cô gái váy trắng kéo tay Diệp Huyên, quay người đi về phía xa. Hư ảnh ngạc tộc kia đột nhiên giận dữ quát lớn, ta nguyền rủa ngươi chết không yên thân. Thanh Nhi đột nhiên dừng bước, nàng ta quay đầu liếc nhìn hư ảnh, sau đó nói, nếu lời nguyền có tác dụng, chúng ta còn tu đạo làm gì? Mọi người! Hư ảnh cao thủ ngạc tộc kia còn muốn nói gì đó, Thanh Nhi lại tùy ý vung tay đã lập tức biến thành hư vô. Ngạc tộc hoàn toàn biến mất khỏi thế gian, Thanh Nhi quay đầu nhìn Vũ Tôn kia, Thanh Nhi đột nhiên vung tay, ầm. Đám người Vũ Tôn lập tức bị tiêu diệt. Trực tiếp bị miểu sát. Ngay cả cơ hội để nói cũng không cho. Thanh Nhi kéo Diệp Huyên đi về phía xa, trên đường, đột nhiên Thanh Nhi nói, nghi hoặc ta tại sao lại xuất hiện ở đây. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Thanh Nhi nói, ông lão vừa nãy, nếu ngươi không đến, ta đã giết gã rồi. Diệp Huyên có phần không hiểu, tại sao. Thanh Nhi nói, hắn là người chỉ bước ra vùng vũ trụ này nửa bước, là mối đe dọa rất lớn cho ngươi. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, cho nên muội muốn giết gã. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, đúng vậy. Diệp Huyên cười khổ, Thanh Nhi, muội không cần như vậy. Con đường tiếp theo, để ta đi một mình đi, nếu ta thật sự không đánh được, thì muội lại giúp ta, thế nào? Thanh Nhi im lặng một lúc rồi gật đầu, được. Diệp Huyên nhẹ giọng nói, mục tiêu của ta là vượt qua muội và đại ca với cả cha nữa, vì vậy, con đường tương lai cứ để ta tự đi đi. Thanh Nhi nói, vượt qua ta là được rồi. Diệp Huyên có phần không hiểu, tại sao? Thanh Nhi nói, vượt qua, chính là vượt qua bọn họ rồi. Diệp Huyên do dự chốc lát, rồi nói, Thanh Nhi, muội nói thật với ta đi, muội với cha và đại ca, ai lợi hại hơn? Thật ra, hắn vô cùng hiếu kỳ về thực lực của Thanh Nhi với cha và cả đại ca. Rốt cuộc ba người thì ai lợi hại hơn đây? Vẻ mặt Thanh Nhi bình tĩnh, sau này ngươi lại hỏi bọn họ đi. Diệp Huyên cười khổ. Thanh Nhi đột nhiên dừng bước, nàng ngẩng đầu nhìn điểm cuối chân trời, nhẹ giọng nói, bản thể ta đã rời khỏi vùng vũ trụ này rồi. Diệp Huyên do dự chốc lát, rồi nói, rất xa sao. Thanh Nhi gật đầu, hiện tại ngươi không thể đi khỏi vũ trụ hiện có này. Diệp Huyên có phần không hiểu, tại sao? Thanh Nhi buột miệng nói, bởi vì yếu. Nói rồi, nàng lưỡng lự rồi lại nói tiếp, vùng vũ trụ này yếu. Diệp Huyên, Thanh Nhi quay đầu nhìn Diệp Huyên, chính là vì muốn rời đi, vì vậy, ta có chút lo lắng cho ngươi, nên mới để lại phân thân. Diệp Huyên cười nói, ta bây giờ cũng rất mạnh. Thanh Nhi gật đầu, mạnh hơn lúc trước không ít. Diệp Huyên cười nói, Thanh Nhi, mộ cứ yên tâm đi. Sau này ta sẽ tự chăm sóc tốt bản thân. Thanh Nhi khẽ cười, được. Nói rồi, nàng nhìn bên trong cơ thể Diệp Huyên, sau đó nói, trong tháp nhỏ hình như có hai người lạ. Diệp Huyên đang định nói thì tháp nhỏ bỗng lên tiếng, thiên mệnh tỷ tỷ, trong tháp có ngọn lửa, rất ngông cuồng. Lúc trước ta nói người vô địch, thì nó lại châm chọc ta. Nói thiên mệnh tỷ tỷ ngươi căn bản không thể vô địch. Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu An và Hỏa Đức đã xuất hiện trong sân. Tiểu An nhìn Thanh Nhi, nàng ta do dự chốc lát rồi khẽ thi lễ, nói tỷ tỷ. Hỏa Đức đột nhiên nói, Thánh Tôn, nàng ta có đức hạnh gì có thể được người hành lễ chứ? Lúc này, tháp nhỏ ở bên cạnh cười trộm, tên ngốc Hỏa Đức này, sắp bị chỉnh thảm rồi. Thanh Nhi liếc nhìn Hỏa Đức, ta có đức hạnh gì? Hỏa Đức nhìn Thanh Nhi, nàng ấy là Thánh Tôn, vượt xa cấp bậc người phàm, người thì sao?
Thanh Nhi vung tay. Ầm. Một luồng kiếm quang lập tức xuyên qua hỏa đức, thoáng chốc, hỏa đức bắt đầu dần tan biến với tốc độ nhanh chóng thấy rõ. Lúc này, hỏa đức lo sợ trong lòng, ánh mắt hắn ta vô cùng kinh hãi, ngươi. Ở bên cạnh, Tiểu An vội kính cẩn thi lễ, tỷ tỷ, xin tha cho hắn một mạng. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên im lặng một lúc, sau đó cười nói, Thanh Nhi, thôi vậy. Hôm nay huynh muội ta gặp nhau, đừng giết chóc nhiều. Thanh Nhi gật đầu, nàng mở lòng bàn tay, trong cơ thể hỏa đức, một luồng kiếm quang đột nhiên bay ra, sau đó chậm rãi rơi vào trong tay nàng. Thanh Nhi liếc nhìn vẻ mặt còn chưa hoàn hồn của hỏa đức, thứ gọi là thần trên thế gian này, chẳng qua chỉ là tự phong. Đúng là ấu trĩ nực cười. Hỏa đức trầm giọng nói, các hạ thực lực phi phàm, ta không phải đối thủ, nhưng, các hạ coi thường thần như vậy, ta lại không phục. Diệp Huyên đột nhiên nói, hỏa đức, Thanh Nhi không cần ngươi phục. Hỏa đức trầm giọng nói, các người coi thường thần như vậy, đó là vì các người chưa từng nhìn thấy thần chân chính, là thoát khỏi cơ thể phàm trần, đúc ra thần thể, thần cách, thần hồn. Đó là thứ các người cản bản không thể tưởng tượng được. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, thần thể mà hắn nói là gì? Thanh Nhi im lặng một lúc rồi lắc đầu, cấp bậc quá thấp. Không biết, Diệp Huyên, hỏa đức sống giận, ngông cuồng. Ngươi thật ngông cuồng, ngay cả thần thể mà ngươi cũng không biết, còn dám coi thường thần như vậy, ngươi. Thanh Nhi đột nhiên nhìn Tiểu An, nàng chính là một vị thần mà ngươi nói đúng chứ? Hỏa đức nói, đúng vậy. Thanh Nhi quan sát Tiểu An có chút bất an, tỉ tỉ. Thanh Nhi đi đến trước mặt Tiểu An, tay phải nàng đặt lên vai Tiểu An. Ầm. Thoáng chốc, một hơi thở mạnh mẽ sôi sục tuôn ra từ trong cơ thể Tiểu An. Tiểu An trợn tròn hai mắt, chốc lát, vô số tin tức len vào trong đầu Tiểu An, dần dần, vô số mảnh vỡ ký ức đã bắt đầu ngưng tụ. Một lúc sau, cô gái váy trắng rút tay phải về, mà lúc này, Tiểu An đã thay đổi khác hắn rõ rệt. Tiểu An chậm chậm nhắm hai mắt. Tóc nàng ta một nửa đã đột nhiên biến thành màu trắng như tuyết. Hỏa đức kia ở bên cạnh run giọng nói, Thánh Tôn, người khôi phục ký ức rồi. Một lúc sau, Tiểu An mở mắt ra, ánh mắt nàng ta lập tức dừng trên người cô gái váy trắng. Cô gái váy trắng nói, ra tay. Ra tay. Tiểu An im lặng. Hỏa đức kia ở bên cạnh chợt nói, Thánh Tôn, người thật sự khôi phục ký ức rồi. Ha ha. Cười xong. Đột nhiên hắn ta nhìn cô gái váy trắng, Thánh Tôn, cho nàng ta biết thần là thế nào đi. Nàng ta. Tiểu An đột nhiên quay người đánh ra một bạt tai. Bốp. Âm thanh hỏa đức chợt dừng lại, cả gương mặt lập tức bay đi mấy trăm trượng. Hỏa đức sửng sốt. Hỏa đức có chút khó tin nhìn Tiểu An, Thánh Tôn, người đánh nhầm người rồi. Đánh cô gái trước mặt người kìa. Tiểu An lạnh lùng nhìn hỏa đức. Sau đó nhìn cô gái váy trắng, xin chỉ giáo. Nói rồi, nàng ta mở tay phải, thoáng chốc, cả đất trời đột nhiên bắt đầu biến mất từng chút một. Vạn vật đều sẽ suy bại. Kể cả đất trời. Vạn vật lụi tàn. Bao gồm cả vùng đất trời này. Diệp Huyên liếc mắt nhìn chằm chằm Tiểu An, sau khi Tiểu An này khôi phục trí nhớ, đó không phải khủng bố bình thường thôi đâu. Thực lực của đối phương tuyệt đối không thấp hơn pháp tắc vũ trụ tối cao kia. Nhiều cao thủ thần bí quá. Thật ra, đúng như lời thần đế kia từng nói, vùng vũ trụ này có rất nhiều cao thủ, nhưng thực lực chưa đạt đến cấp bậc nhất định nên không cách nào tiếp xúc đến phạm vi đó. Con người, thật sự không thể tự mãn và tự phụ. Cách đó không xa, Thanh Nhi đột nhiên mở lòng bàn tay, chợt có một luồng kiếm quang từ trong lòng bàn tay nàng bay ra, thoáng chốc. Toàn bộ vùng đất trời này khôi phục bình thường. Nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử Tiểu An đột nhiên co rụt lại, ngươi. Cô gái váy trắng thoáng nhìn Tiểu An, sau đó đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng kéo tay Diệp Huyên đi về nơi xa. Hỏa đức bên cạnh Tiểu An đột nhiên nói, Thánh Tôn, đây là. Tiểu An chậm rãi nhắm mắt lại, ta thua rồi. Hỏa đức nhíu mày, sao có thể, ngài. Im miệng. Tiểu An đột nhiên quay đầu nhìn hỏa đức, từ giờ phút này trở đi, ngươi còn nói nhảm gì nữa, ta sẽ thiến ngươi. Hỏa đức. Bên kia, Thanh Nhi mang theo Diệp Huyên đi vào trong ngọn núi nơi xa. Thanh Nhi cứ kéo tay Diệp Huyên như vậy,
hai huynh muội đi rất chậm. Diệp Huyên đột nhiên nói, Thanh Nhi, thực lực của ta phải đạt đến cấp độ nào mới có thể nhảy ra khỏi vũ trụ hiện hữu này? Thanh Nhi nói, mạnh hơn ông lão tóc bạc trước đó khoảng 10 lần. Diệp Huyên. Thanh Nhi quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, nhảy ra khỏi một vũ trụ không dễ dàng như vậy. Nhưng mà, ta tin huynh có thể làm được. Diệp Huyên cười nói, ta nhất định sẽ làm được. Thanh Nhi gật đầu, ta sẽ đợi huynh. Nói xong, nàng chợt dừng lại, sau đó lại nói, cho dù bao lâu. Một dòng nước ấm chảy xuôi trong tim Diệp Huyên, hắn nắm chặt tay Thanh Nhi. Hai huynh muội cứ chậm rãi đi về nơi xa như vậy. Khoảng nửa canh giờ sau, Thanh Nhi đột nhiên dừng bước, ta phải đi rồi. Diệp Huyên nhìn Thanh Nhi, sợi phân thân này sắp biến mất rồi sao? Thanh Nhi gật đầu. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, được rồi. Thanh Nhi nhìn Diệp Huyên, khẽ nói, phải sống thật tốt. Bây giờ huynh là động lực duy nhất để ta sống tiếp, không có huynh, toàn bộ cuộc đời của ta đều trở nên vô nghĩa. Diệp Huyên cười gượng, Thanh Nhi, trừ ta ra, muội không còn mối bận tâm nào khác sao? Thanh Nhi lắc đầu, không có. Diệp Huyên im lặng. Thanh Nhi khẽ vuốt ve khuôn mặt Diệp Huyên, nếu huynh không theo kịp bước chân của ta, vậy thì chờ ta đi đến tận cùng của vùng vũ trụ này, sau đó ta sẽ trở lại tìm huynh. Nói xong, cơ thể nàng dần dần mờ đi. Diệp Huyên cười nói, ta muốn muội chờ ta. Thanh Nhi mỉm cười, vậy ta chờ huynh đến tìm ta. Diệp Huyên nghiêm túc nói, sẽ không để muội phải chờ quá lâu. Thanh Nhi gật đầu, được. Nói xong, nàng hoàn toàn biến mất khỏi nơi này. Nói đi là đi luôn rồi. Diệp Huyên im lặng một lát, sau đó khẽ nói, chờ ta. Không thể phụ lòng Thanh Nhi. Vì hắn, Thanh Nhi âm thầm trả giá rất nhiều rất nhiều. Đúng lúc này, bên cạnh đột nhiên có tiếng bước chân vang lên. Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, quay đầu nhìn lại, người đến chính là Tiểu An. Tiểu An lúc này đã không còn là Tiểu An lúc trước. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, không nói gì. Diệp Huyên cười nói, các muội phải đi rồi sao? Tiểu An nói, sắp rồi. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, muốn trở về báo thù. Tiểu An lắc đầu, thực lực hiện giờ của muội kém xa lúc bị lật đổ, bởi vậy, muội cần khôi phục thực lực trước đã. Nói xong, cô bé dừng lại một chút, sau đó nói, muội muốn ở trong tiểu tháp của huynh một khoảng thời gian. Nghe vậy, Diệp Huyên hiểu rõ rồi. Tiểu An này muốn lợi dụng tiểu tháp của hắn để khôi phục thực lực. Quả thật, không có chỗ tu luyện nào tốt hơn tiểu tháp của hắn. Tiểu An thoáng nhìn Diệp Huyên, được không? Diệp Huyên cười nói, bao lâu? Tiểu An im lặng một lát, sau đó nói, không biết. Diệp Huyên nhíu mày, thương thế của muội rất nặng. Tiểu An gật đầu, hơi chút. Diệp Huyên hơi do dự. Lai lịch của Tiểu An này không đơn giản, đối thủ của cô bé cũng không đơn giản, mặc dù hắn không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn vô duyên vô cớ trêu chọc thị phi. Tiểu An lại nói, sẽ không quá lâu, muội rất cần chút thời gian này. Diệp Huyên cười nói, được rồi. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, cảm ơn. Diệp Huyên nói, cảm ơn thì không cần, muội kiềm chế hỏa đức một chút, lần sau hắn ta còn đụng chạm Thanh Nhi như vậy, ai cũng không bảo vệ được hắn ta. Tiểu An gật đầu, yên tâm, sau này hắn ta sẽ ngoan ngoãn làm lửa. Diệp Huyên chớp chớp mắt, nếu ta có chỗ nào không hiểu, có thể thỉnh giáo muội không? Tiểu An nói, có thể. Diệp Huyên nói, muội là cảnh giới gì? Tiểu An nói, tố hồn cảnh. Diệp Huyên nhíu mày, tố hồn cảnh. Tiểu An gật đầu, trên cổ thần là tố thể cảnh, mà trên tố thể cảnh là tố cách cảnh, và cuối cùng là tố hồn. Nói một cách đơn giản, sau cổ thần cảnh là có thể đắp nặn thần thể, đắp nặn thần cách, đắp nặn thần hồn, cuối cùng thật sự thoát khỏi phàm thể, chứng đạo thành thần. Thành thần. Diệp Huyên trầm giọng nói, muội được coi là một vị nhận sao? Tiểu An gật đầu, coi là vậy. Diệp Huyên lại hỏi, vậy Thanh Nhi thuộc về cái gì? Tiểu An hỏi, tiền bối vừa rồi. Diệp Huyên gật đầu. Tiểu An im lặng một lát rồi nói, không biết. Diệp Huyên. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, muội không biết nàng đạt đến cấp bậc nào.
Lúc này trong đáy lòng cô bé đều là rung động, bởi vì ngay cả cô bé cũng không cách nào cảm giác được rốt cuộc cô gái váy trắng đã đạt đến cấp bậc nào. Diệp Huyên cười gượng. Hắn không ngờ, cho dù Tiểu An kinh khủng bực này cũng không cảm giác được thực lực của Thanh Nhi. Tiểu An khẽ nói, mạnh mẽ của nàng vượt ra ngoài nhận biết của muội. Nói xong, cô bé chậm rãi nhắm hai mắt lại. Thật ra, lúc này đáy lòng cô bé đang vô cùng rung động. Cô bé vốn là người đứng trên đỉnh cao nhất trong thời đại kia của bọn họ, gần như không có người nào mạnh hơn cô bé, nhưng cô bé không ngờ, cô gái váy trắng kia mạnh mẽ vượt ra ngoài nhận biết của cô bé. Đây là đáng sợ bực nào. Lúc này, Diệp Huyên ở bên cạnh đột nhiên cười nói, Tiểu An, muội cứ yên tâm dưỡng thương trong tiểu tháp đi. Tiểu An gật đầu, cảm ơn. Diệp Huyên cười nói, không cần khách khí. Tiểu An liếc nhìn Diệp Huyên, khẽ gật đầu, nếu huynh có chỗ nào không hiểu, có thể đến hỏi muội. Diệp Huyên nói, nhất định. Tiểu An gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đương nhiên, cô bé mang cả hỏa đức đi. Sau khi Tiểu An rời đi, Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kiếm Thanh Huyên xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên vội hỏi, Tiểu Hồn, bây giờ ngươi đột phá rồi sao? Tiểu Hồn hưng phấn nói, vẫn chưa, nhưng lúc nào cũng có thể đột phá. Diệp Huyên nói, vậy thì mau mau đột phá đi. Tiểu Hồn nói, Tiểu Chủ, nếu ta lựa chọn đột phá, có lẽ phải bế quan một khoảng thời gian. Diệp Huyên cười nói, không sao, ngươi bế quan đi. Chuyện bên ngoài, ta có thể xử lý. Tiểu Hồn nói, được, vậy Tiểu Chủ ngươi bảo trọng. Diệp Huyên cười ha ha, được. Tiểu Hồn bắt đầu bế quan. Lần này, nó trực tiếp cắn nuốt trăm vạn linh hồn, trong đó còn có không ít cao thủ cổ thần cảnh. Có thể nói, lần này Tiểu Hồn thật sự kiếm bộn. Mà Diệp Huyên cũng khá là mong chờ kiếm Thanh Huyên sau đột phá. Bây giờ kiếm Thanh Huyên đã gần như vô địch, nếu lại đột phá, vậy sẽ khủng bố cỡ nào? Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Huyên rời khỏi tiểu tháp, hắn không dừng lại ở tinh vực ngạc mà trở về Thanh Châu. Đi sinh con. Về phần chuyện của nấm mồ thần linh, hắn cũng không quá gấp gáp. Sinh con xong rồi báo thù cũng không muộn. Tạo người là quan trọng nhất. Nếu không, một mình Thác Bạt Ngạn ở Thanh Châu thật sự rất cô đơn. Nấm mồ thần linh. Trước một nghĩa địa, sắc mặt Tả Tôn kia vô cùng khó coi, bởi vì phần mộ của Vũ Tôn trước mặt gã đã vỡ nát. Vỡ nát. Điều này mang ý nghĩa. Vũ Tôn ra ngoài tìm kiếm cô gái váy trắng đã bỏ mình. Là bị cô gái váy trắng giết sao? Chân mày Tả Tôn cau lại, trong mắt tràn đầy nghi ngờ. Dựa vào thực lực của Vũ Tôn, pháp tắc vũ trụ không ra tay, gần như không ai có thể giết được gã. Chẳng lẽ là pháp tắc vũ trụ ra tay? Nghĩ đến đây, Tả Tôn quay người rời đi. Một lát sau, Tả Tôn đi đến đại điện tráng lệ kia, gã đi đến trước mặt pho tượng cô gái Chí Tôn. Hơi khom mình thi lễ, Chí Tôn. Pho tượng cô gái mở hai mắt ra, Tả Tôn trầm giọng nói, Vũ Tôn chết rồi. Cô gái nhíu mày, gã cũng chết rồi. Tả Tôn gật đầu, chết rồi, có thể là pháp tắc tối cao kia ra tay. Nghe vậy, cô gái nhíu chặt mày lại. Một lát sau, cô gái nói, nếu thật sự là nàng ta ra tay, vậy ta sẽ đích thân ra tay giết chết Diệp Huyên kia. Nói xong. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, pho tượng khôi phục bình thường. Trong một đám mây nào đó, phồn đoá đột nhiên ngẩng đầu, cách đó không xa, một cô gái chậm rãi đi đến, người tới chính là Đoá Nhất Chí Tôn kia. Đoá Nhất đi đến trước mặt phồn đoá, có phải là ngươi giết người của ta hay không? Phồn đoá nhíu mày, ta giết người của ngươi. Đoá Nhất nhìn chằm chằm phồn đoá, hai thuộc hạ cổ thần cảnh của ta đã ngã xuống. Không phải ngươi thì còn có thể là ai? Phồn đoá cười nói, Đoá Nhất, ngươi cảm thấy ta sẽ ra tay với hai tên sâu kiến cổ thần cảnh sao? Đoá Nhất lạnh lùng nói, hai người bọn họ đều bởi vì nhầm vào Diệp Huyên mà chết, mà Diệp Huyên kia lại là người của ngươi, ngoài ngươi ra, ta không nghĩ ra còn ai có thể giết bọn họ. Phồn đoá ngẫm nghĩ, sau đó nói, Đoá Nhất, thật ra ta hơi tò mò, ngươi và Diệp Huyên kia không thù không oán. Vì sao cứ muốn đưa hắn vào chỗ chết? Chuyện này có lợi ích gì với ngươi? Chẳng lẽ chỉ bởi vì hắn là người của ta?
vẻ mặt Đoá Nhất lạnh lùng, hình như ngươi nhầm rồi. Là người của ngươi giết thuộc hạ của ta trước. Phồn Đoá lắc đầu, chúng ta nói mãi chuyện này cũng không có ý nghĩa gì. Là đối thủ nhiều năm như vậy, ta chỉ muốn khuyên ngươi một câu, đừng đang yên đang lành đi trêu chọc đứa bé kia. Ngươi có cái gì cứ nhầm vào ta, thật đấy. Đoá Nhất đi đến trước mặt Phồn Đoá, nàng nhìn chằm chằm Phồn Đoá, ngươi càng quan tâm hắn, ta càng muốn hắn chết. Phồn Đoá liếc nhìn Đoá Nhất, giận quá hóa cười, ta cầu xin ngươi giết hắn. Ngươi mau mau đi giết hắn, nếu ngươi không giết hắn, ta coi thường ngươi. Ngươi mau đi, ta cổ vũ cho ngươi. Đoá Nhất lại cười, xem ra ngươi thật sự rất tâm đến hắn. Nhìn thấy ngươi quan tâm hắn như vậy, ta thật sự rất vui vẻ, thật đấy. Phồn Đoá. Đoá Nhất bỏ đi. Còn Phồn Đoá thì lại không biết nói gì. Nàng ta và Đoá Nhất có thể nói là kẻ thù không đội trời chung, trước giờ hai người họ không hợp nhau, nhưng nàng ta không ngờ Đoá Nhất này lại nhắm vào Diệp Huyên. Diệp Huyên là người có thể bị nhầm vào được sao? Phồn Đoá khẽ lắc đầu. Đối với nàng ta mà nói thì việc Đoá Nhất đi đối đầu với Diệp Huyên thật ra cũng không phải là chuyện xấu. Vì một khi Đoá Nhất chọc giận đến cô gái váy trắng, nàng ta chắc chắn sẽ phải chết. Có điều, chuyện khiến nàng ta hơi lo lắng là cô gái váy trắng vui buồn thất thường, ngộ nhỡ Diệp Huyên có bất trắc gì thật, chắc người phụ nữ đó sẽ giết sạch hết tất cả. Lúc này Đạo Nhất ở bên cạnh đột nhiên lên tiếng, sư phụ, hình như nàng ta rất hận người. Phồn Đoá gật đầu, nói ta cũng rất hận nàng ta. Đạo Nhất mỉm cười, nói có thể nói thêm được không ạ? Phồn Đoá cười và nói, sư phụ ta và sư phụ nàng ta có cùng một người thầy dạy dỗ, bọn ta cũng xem như là đồng môn, nhưng sư phụ của nàng ta lại chết trong tay sư phụ ta. Đạo Nhất nói, thù giết sư phụ sao? Phồn Đoá gật đầu. Đạo Nhất khẽ nói, hèn gì? Phồn Đoá bước đến bên cạnh, nhìn xuống phía dưới rồi khẽ nói, hai cao thủ cảnh giới cổ thần qua đời không biết có phải là do nàng ta ra tay không nữa. Đạo Nhất đột nhiên hỏi, sư phụ, vũ trụ có trước này có tổng cộng bao nhiêu bậc chí tôn? Phồn Đoá nói, khoảng 4 người. 4 người. Đạo Nhất khẽ gật đầu, như nghĩ ra được gì đó. Phồn Đoá bỗng nói, tiếp theo đây chắc người phụ nữ đó sẽ điên cuồng chống đối hắn. Đạo Nhất không nói gì. Phồn Đoá quay đầu nhìn sang Đạo Nhất, mỉm cười rồi nói, ngươi không lo lắng sao? Đạo Nhất khẽ nói, chẳng phải người mà chúng ta nên lo lắng là nàng ta sao? Phồn Đoá ngây ra, sau đó mỉm cười, nói, đúng vậy. Nàng ta nói rồi thì sắc mặt bỗng dưng thay đổi, sau đó nàng ta quay đầu lại với ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Đạo Nhất hỏi, sao thế ạ? Phồn Đoá hạ giọng nói, người phụ nữ đó đã phá tan pháp tắc bên dưới, bây giờ các cao thủ cổ thần cảnh sẽ không còn chịu bất cứ giới hạn nào nữa rồi. Đạo Nhất nhìn sang Phồn Đoá, nói, nàng ta làm vậy là đang muốn tuyên chiến với người sao? Phồn Đoá gật đầu, nói, có thể nói là vậy. Đạo Nhất hạ giọng, nàng ta sẽ đích thân ra tay với hắn sao? Phồn Đoá im lặng hồi lâu rồi nói, ta đi giữ chân nàng ta. Nàng ta nói xong thì liền biến mất tăm. Tại đó, Đạo Nhất im lặng không nói gì, ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Diệp Huyên ở lại Thanh Châu mấy ngày thì rời khỏi, sau đó thì đến nấm mồ thần linh. Có thù đương nhiên là phải báo. Tại nấm mồ thần linh, Tả Tôn đứng trước mặt bức tượng cô gái trong đại điện, bức tượng cô gái nhìn xuống Tả Tôn và nói, bây giờ người phụ nữ đó đang khống chế cơ thể của ta, ta không có cách nào đến với thế giới này, nhưng ta đã phá sức mạnh pháp tắc của thế giới này, các ngươi có thể tự do ra vào thế giới ngoài kia rồi. Tả Tôn hành lễ. Nói, rõ. Bức tượng cô gái nhìn Tả Tôn, nói, đừng để ta thất vọng thêm nữa. Tả Tôn đáp, nhất định không. Bức tượng cô gái từ từ nhắm hai mắt lại. Tả Tôn quay đầu bỏ đi. Nhưng khi gã vừa ra khỏi đại điện thì liền trao chặt hai mày, sau đó gã liền biến mất dạng, lúc xuất hiện trở lại thì đã ở nghĩa địa rồi. Lúc này Diệp Huyên cũng đang ở đó. Diệp Huyên đã chủ động tìm đến. Tả Tôn nhìn Diệp Huyên, không giống với trước đây, lúc này ánh mắt gã rất nặng nề. Nấm mồ thần linh đã mất đi hai cao thủ cổ thần cảnh rồi. Nếu như gã còn xem nhẹ Diệp Huyên nữa thì đúng thật là ngu xuẩn. Hơn nữa,
Diệp Huyên chủ động đến nấm mồ thần linh thì chắc chắn là có điều mờ ám. Diệp Huyên mỉm cười, nói các ngươi đang muốn tìm ta sao? Tả Tôn nhìn Diệp Huyên, nói có phải Vũ Tôn đã chết trong tay ngươi không? Diệp Huyên mỉm cười, nói, ngươi đoán xem. Ánh mắt Tả Tôn thoáng bối rối, gã nói, từ xưa đến nay, việc ngu xuẩn nhất mà nấm mồ thần linh ta đã làm là vì Tiểu Động Thiên mà đối đầu với ngươi, có điều, đấy cũng là chuyện bất đắc dĩ. Đối với bọn ta mà nói, thế giới bên ngoài chẳng khác gì kiến cả, bọn ta sẽ không bàn chuyện đúng sai với một con kiến. Bây giờ, ngươi đã có tư cách nói đúng sai với bọn ta nhưng đã muộn rồi. Diệp Huyên gật đầu, nói, đúng là đã muộn rồi. Một là các người giết chết ta, hai là ta giết hết các ngươi. Tả Tôn mỉm cười, nói, Diệp Huyên, nào, để ta xem thử rốt cuộc ngươi giỏi đến mức nào. Lúc gã nói, không gian xung quanh gã và Diệp Huyên cũng đột nhiên biến đổi, hai người họ lập tức đến không gian đầy sao vắng lặng. Thời gian và không gian dịch chuyển. Tả Tôn đang định ra tay thì đột nhiên Diệp Huyên nói, các ngươi đã có thể ra ngoài rồi. Tả Tôn mỉm cười, nói, đúng vậy. Diệp Huyên hạ giọng nói, theo ta được biết, bên ngoài có cấm chế, các ngươi không thể nào tự do ra ngoài, nhưng trước đây Mục Tôn và Vũ Tôn đều có thể ra ngoài, cũng tức là có bậc Chí Tôn đang ở đằng sau giúp đỡ các ngươi. Tả Tôn gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyên mỉm cười, nói, thì ra là bậc Chí Tôn nào đó muốn giết ta. Nhưng chuyện mà ta chưa hiểu là ta đã đắc tội với bậc Chí Tôn đó từ lúc nào. Tả Tôn nhìn Diệp Huyên, nói, bậc Chí Tôn đằng sau ngươi chẳng phải là pháp tắc vũ trụ tối cao sao? Diệp Huyên hơi chau mày, nói, ai nói với ngươi vậy? Tả Tôn nghe xong thì cũng chau mày, nói, người đứng đằng sau ngươi không phải là pháp tắc vũ trụ tối cao sao? Diệp Huyên mỉm cười nói, nếu như ta đoán không sai thì bậc Chí Tôn đằng sau các ngươi đã cho rằng ta là người của nàng ta nên mới để các ngươi liều mạng đối đầu với ta, đúng không? Vẻ mặt Tả Tôn đột nhiên trở nên khó coi. Diệp Huyên không phải là người của pháp tắc tối cao sao? Nếu như không phải người của pháp tắc tối cao thì Diệp Huyên là người của ai? Người bình thường vốn dĩ không thể nào bồi dưỡng được nhân vật lợi hại thế này. Lúc này, Tả Tôn đã thật sự thấy hối hận. Sao lại chọc giận đến Diệp Huyên làm gì? Bất luận Diệp Huyên có phải là người của Chí Tôn không thì bọn họ cũng không nên chọc đến. Thật sự không đáng mà. Giết Diệp Huyên thì được lợi gì không? Không. Nếu Diệp Huyên chỉ là một người bình thường, giết hắn có thể khiến tâm trạng đỡ hơn một chút, vậy thì giết cũng được. Nhưng vấn đề là Diệp Huyên không phải người bình thường. Tiếc thật. Nhưng dù bây giờ gã có hối hận thì cũng không có ý nghĩa gì nữa rồi. Chí Tôn đích thân hạ lệnh tiêu diệt Diệp Huyên, gã cũng không thể nào chống lại mệnh lệnh của Chí Tôn được. Tả Tôn điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn sang Diệp Huyên, nói, chiến đấu đi. Gã vừa nói vừa xòe bàn tay ra, đột nhiên, một luồng khí đen từ từ bay lên từ trong lòng bàn tay. Từ phía xa, Diệp Huyên mỉm cười, hắn xòe bàn tay, kiếm hư xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, sau đó, hắn đi về phía Tả Tôn. Hắn đi rất chậm nhưng lại rất ung dung và tự tin. Tả Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm, tiếp đó, gã trưởng mạnh luồng khí đen về phía Diệp Huyên. Tinh vực bốn phía lập tức biến thành màu đen. Vực. Đấy là một loại vực. Khi tinh vực biến thành màu đen, trong không gian tăm tối vô tận, những luồng sức hút cực kỳ đáng sợ ập về phía Diệp Huyên như nước triều lên, nuốt chửng lấy hắn. Đến cả sức mạnh thời không của vùng tinh vực này cũng bị sức hút đó nuốt chửng. Từ phía xa, Diệp Huyên đột nhiên dừng bước, hắn cầm kiếm hư, đỡ ngang trước mặt giữ. Hắn vừa dứt lời thì kiếm vực xuất hiện. Kiếm vực vô địch. Diệp Huyên vừa dứt lời thì những luồng sức hút đang phóng đến trong phạm vi một trượng đều dừng lại. Không vào được. Khu vực mà Diệp Huyên đang đứng là vực không đối thủ. Không có cách nào vào được. Dù là sức hút đó thì cũng không cách nào vào được kiếm vực của Diệp Huyên. Phòng ngự mạnh nhất. Tả Tôn nhìn thấy cảnh đó thì sắc mặt liền trở nên khó coi kiếm vực. Diệp Huyên mỉm cười, nói, đúng vậy. Tả Tôn hỏi, tự ngươi sáng tạo ra sao? Diệp Huyên suy nghĩ rồi đáp, cha ta đã dạy cho ta. Tháp nhỏ thấy hơi bất ngờ, sao lần này tiểu chủ lại đột nhiên biết dị thế không biết?
Tả Tôn nhìn Diệp Huyên, nói cha ngươi là ai? Diệp Huyên mỉm cười nói, một kiếm tu rất lợi hại. Tả Tôn im lặng một lúc rồi đột nhiên biến đi đâu mất, tiếp đó, một luồng sức mạnh ập đến trước mặt Diệp Huyên. Giây phút này, tinh vực lặng lẽ bắt đầu mất dần từng điểm sáng. Nhưng luồng sức mạnh đó vẫn bị chặn bên ngoài kiếm vực. Không tiến thêm vào được chút nào. Diệp Huyên nhìn Tả Tôn phía trước mặt, trong lòng cũng thấy khá kinh ngạc. Kiếm vực này còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của hắn. Đúng thật là phòng thủ mạnh nhất. Dù là cao thủ siêu cấp cổ thần cảnh này cũng không thể nào phá được. Mạnh thật. Tả Tôn quay trở về vị trí cũ, gã nhìn chằm chằm vào khu vực của Diệp Huyên, sức mạnh kiếm vực của Diệp Huyên này vượt ngoài sức tưởng tượng của gã. Diệp Huyên đột nhiên mỉm cười, nói, nào, tiếp của ta một kiếm đi. Hắn vừa dứt lời thì đã đột nhiên biến mất. Từ phía xa, mặt Tả Tôn lập tức biến sắc, gã đấm mạnh ra một đấm. Một luồng quyền thế lập tức làm cả tinh vực chấn động đến nứt vỡ. Đối đầu trực diện. 49 gặp 50. Lúc này, kiếm của Diệp Huyên đã đến. Đùng. Kiếm quang phát nổ, Tả Tôn cũng bị nổ văng lui ra ngoài cả vạn trượng. Rút kiếm định sinh tử. 880 chiêu rút kiếm định sinh tử chồng chéo. Tả Tôn vừa dừng lại thì cơ thể liền lập tức biến mất dần từng chút một. Cơ thể bị chém nát chỉ với một kiếm. Tả Tôn không thể tin nổi, gã ngước đầu nhìn về phía Diệp Huyên. Đang định lên tiếng nhưng chính vào lúc đó, Diệp Huyên kẹp hai ngón tay lại, nhẹ nhàng dẫn, dậy. Xoẹt. Tả Tôn vẫn chưa kịp phản ứng thì đầu đã rời khỏi cổ rồi. Chặt đầu chỉ với một kiếm. Lấy mạng ngay lập tức. Diệp Huyên vung tay phải, thần hồn của Tả Tôn dũng mãnh liền bị một luồng kiếm quang khóa chặt. Đấy là một linh hồn cực mạnh, có thể bồi bổ cho tiểu hồn. Linh hồn của Tả Tôn nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Lúc này gã đang vô cùng khiếp sợ. Gã không ngờ mình lại bị đánh bại như thế. Bị đánh bại dễ dàng như thế. Chẳng phải nói Diệp Huyên này mới là thời không cảnh sao. Nhưng lúc này, theo cảm nhận của gã thì Diệp Huyên đúng thật chỉ là thời không cảnh thôi. Nhưng tại sao khả năng chiến đấu lại đáng sợ đến vậy? Không có đáp án. Diệp Huyên cũng không nhiều lời. Hắn thu ngay Tả Tôn vào trong tháp nhỏ cho tiểu hồn hấp thụ. Dù gì thì đối với tiểu hồn mà nói, loại linh hồn mạnh thế này rất có ích. Giữa bầu trời sao, Diệp Huyên liếc nhìn kiếm hư trong tay rồi mỉm cười. Hắn bây giờ dù cho không dùng đến thanh huyền kiếm thì cũng có thể dễ dàng giết chết cao thủ cổ thần cảnh. Vô địch! Diệp Huyên đột nhiên nở nụ cười. Lúc này, hắn có cảm giác mình không có đối thủ. Thật sự vô địch. Mà cảm giác này thật sự là một cảm giác cô độc. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì bỗng quay về tháp nhỏ, hắn đến trước mặt Tiểu An, mỉm cười, nói Tiểu An, ta có một kỹ thuật phòng thủ kiếm, muội thử tấn công xem. Tiểu An nhìn Diệp Huyên rồi nói, huynh chắc chứ? Diệp Huyên cười ha ha, đương nhiên rồi. Hắn nói xong thì lấy kiếm vực ra. Trong kiếm vực không có đối thủ. Diệp Huyên nhìn Tiểu An. Mỉm cười, nói, nào. Tiểu An suy nghĩ, sau đó biến mất khỏi vị trí, tiếp sau đó. Kiếm vực lập tức vỡ vụn, Diệp Huyên liền bay ngược ra xa vạn trượng, cuối cùng va mạnh vào một ngọn núi lớn. Giữa lớp đá vụn văng tứ tung, miệng Diệp Huyên không ngừng chảy máu, đôi mắt hắn hơi ngỡ ngàng, ta không tu luyện nữa. Ông đây không tu luyện nữa đâu, nỗ lực tu luyện còn có ý nghĩa gì nữa chứ? Một chiêu đã bại. Lúc này Diệp Huyên đã bị đánh đến rồi. Vô địch đã nói đâu rồi? Vô địch đâu? Sự tự tin vô địch vừa nãy lúc này đã lập tức tan thành mây khói. Tiểu An đi đến trước mặt Diệp Huyên, nàng kéo Diệp Huyên dậy, Diệp Huyên nhìn Tiểu An, vừa nãy đã dùng bao nhiêu sức lực. Tiểu An ngẫm nghĩ, sau đó nói, ba phần. Ba phần. Diệp Huyên lại nằm thẳng xuống, đừng kéo ta dậy. Ta nằm một lát. Tiểu An. Ba phần. Diệp Huyên cười khổ không thôi. Tiểu An này chỉ dùng ba phần mà suýt nữa đã khiến bản thân hắn chết rồi. Nếu dùng nhiều hơn vài phần thì bản thân còn có hội sống không? Huống hồ, lúc này Tiểu An còn không phải ở thời kỳ đỉnh cao.
Kiếm vực vô địch đã nói đâu rồi? Diệp Huyên cười khổ lắc đầu. Tiểu An ngồi xuống bên cạnh Diệp Huyên, nhẹ giọng nói kiếm kỹ của muội rất mạnh. Diệp Huyên quay đầu nhìn Tiểu An nhìn Diệp Huyên, rất mạnh. Nói rất nghiêm túc. Diệp Huyên cười khổ, nhưng ngay cả ba phần sức lực của muội ta cũng không đỡ được. Tiểu An nhẹ giọng nói, muội tu luyện ít nhất là trăm vạn năm. Trăm vạn năm. Diệp Huyên im lặng. Tiểu An lại nói tiếp, sở dĩ huynh cảm thấy khó tin, đó là vì huynh chưa thật sự nhìn thấy thực lực của muội. Diệp Huyên cười khổ, quả thật. Theo hắn thấy, thực lực hiện tại của hắn có lẽ là kiểu ngoài tam kiếm, thì đối mặt với ai cũng quá yếu. Mà chuyện tàn khốc nói cho hắn biết, hắn còn kém rất xa. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, mấy môn kiếm kỹ này của huynh, tiềm lực vô hạn, tu luyện thật tốt, bởi vì hiện tại huynh vẫn chưa thể phát huy ra hết uy lực thật sự của nó. Nói xong, nàng đứng dậy đi về phía xa. Diệp Huyên ở tại chỗ trầm mặc một lúc, cũng đứng dậy rời đi. Đương nhiên hắn sẽ không thật sự bị đánh ngã. Mà trái lại, hắn còn cảm thấy chút phấn khích. Bởi vì thất bại, thì có thể phát hiện ra bản thân chưa đủ. Con đường của hắn, còn rất xa. Ở bên kia, Hỏa Đức đi theo bên cạnh Tiểu An, nó trầm giọng nói, Thánh Tôn, người sau lưng tên này lại mạnh như vậy, chúng ta có cần lợi dụng hắn đối phó với cổ ma không? Tiểu An đột nhiên quay người đánh một tát. Bốp! Hỏa Đức lập tức bị đánh bay. Hỏa Đức có phần sửng sốt. Tiểu An lạnh lùng liếc nhìn Hỏa Đức, huynh ấy chân thành đối xử với ta nhất định sẽ đối xử chân thành với huynh ấy. Nói xong, nàng đã biến mất ở phía xa. Hỏa Đức ở chỗ cũ có chút tủi thân. Đột nhiên tháp nhỏ lại xuất hiện trước mặt Hỏa Đức, lại bị đánh rồi. Chậc chậc, đau không? Hỏa Đức. Ngay sau đó, một lửa một tháp lại lao vào đánh nhau. Diệp Huyên lại đến nấm mồ thần linh, đương nhiên hắn sẽ không để yên như vậy. Tiêu diệt nấm mồ thần linh. Diệp Huyên đến khu vực mộ kia, ở khu vực mộ đó có khoảng chừng mấy vạn ngôi mộ. Diệp Huyên liếc nhìn những phần mộ đó, mẹ nó, bên trong chắc không phải đều là cao thủ cổ thần cảnh chứ. Ngay lúc này, đột nhiên Diệp Huyên quay người, sau lưng hắn không xa, có một ông lão đang đứng. Ông lão cũng đang nhìn Diệp Huyên chằm chằm. Diệp Huyên quan sát ông lão trước mắt này cũng là một cao thủ cổ thần cảnh. Ông lão nhẹ giọng nói, tà tôn hắn đã sụp đổ rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Ông lão nhìn Diệp Huyên, người giết. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Nói rồi, hắn nhìn xung quanh, bảo người đánh được nhất của các ngươi ra đây. Người có thể đánh được nhất ra. Ông lão im lặng một lúc sau đó nói, người muốn tìm người mạnh nhất. Diệp Huyên gật đầu, đúng. Hoặc là, tất cả các ngươi lên đánh cùng lúc cũng được. Ông lão nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, ta đưa ngươi đi tìm người mạnh nhất. Nhưng, đối phương rất mạnh, ngươi dám đi không? Diệp Huyên cười ha ha, ta vô địch, các ngươi cứ tùy ý. Ông lão khẽ gật đầu, đi theo ta. Nói xong, ông ta quay người đi về bên kia. Diệp Huyên đi theo, một lúc sau, ông lão đưa Diệp Huyên đến trước một cung điện. Diệp Huyên nhìn cung điện kia, không thể không nói, cung điện này thật quá xa hoa. Diệp Huyên nhìn ông lão, ở bên trong. Ông lão gật đầu, đúng. Nói xong, ông ta đi vào bên trong điện. Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó cũng đi theo. Cao thủ như Tiểu An, chắc chắn sẽ cực ít. Mà chỉ cần không phải cao thủ như vậy, thì hắn chính là vô địch. Ông lão đưa Diệp Huyên đi vào trong điện. Ông lão đi đến trước pho tượng cô gái kia, sau đó ông ta quay người nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn pho tượng cô gái kia, là nàng ta. Ông lão gật đầu. Diệp Huyên đang định nói thì ngay lúc ấy, pho tượng cô gái kia đột nhiên mở bừng mắt. Diệp Huyên nhíu mày. Hắn có một cảm giác bất an. Ông lão khẽ thi lễ với pho tượng cô gái, Chí Tôn, chúng ta không thể làm được gì người này. Ông ta không lựa chọn liều chết với Diệp Huyên, ngay cả Tả Tôn cũng đã chết trong tay Diệp Huyên, có nghĩa là Diệp Huyên đã không còn là người mà nấm mổ thần linh có thể nắm chắc rồi. Vì để tránh tổn thất nhân mạng nhiều thêm, ông ta trực tiếp đưa Diệp Huyên đến gặp Chí Tôn. Chí Tôn chẳng phải muốn giết Diệp Huyên sao?
ngươi tự mình ra tay. So với việc lấy lòng Chí Tôn thì sống càng quan trọng hơn. Cô gái kia nhìn Diệp Huyên do dự chốc lát, sau đó nói, ngươi là người mạnh nhất nơi này sao? Vẻ mặt cô gái vô cảm, đúng. Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, ta chỉ là đến xem thử, không có ý gì khác. Cáo từ. Nói xong, hắn quay người chạy đi. Thế nhưng, hắn vừa chạy đến cửa đại điện thì kết giới vô hình đã trực tiếp chặn ngay trước mặt hắn, sau đó, một luồng hơi thở kinh khủng đã bao phủ hắn. Vẻ mặt Diệp Huyên lập tức u ám. Mẹ nó! Khinh suất rồi! Diệp Huyên quay người nhìn cô gái lạnh nhạt nói, chạy cái gì? Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi là vị Chí Tôn kia. Cô gái lạnh giọng nói, rất thông minh. Diệp Huyên cười nói, ta có chút không hiểu, ngươi và ta không thù không oán, tại sao muốn giết ta? Cô gái nhìn Diệp Huyên, ngươi nói xem. Diệp Huyên im lặng một lúc rồi nói, bởi vì pháp tắc vũ trụ Chí Tôn. Cô gái nói, ngươi là người của nàng ta giết ngươi, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Hoặc là, nàng ta chưa từng nói với ngươi ân oán giữa ta và nàng ta. Diệp Huyên nhíu mày, ta là người của nàng ta. Nói rồi, hắn vội nói, chuyện này có phải có hiểu làm gì không? Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hiểu lầm, ngươi nói hiểu lầm gì? Diệp Huyên nghiêm túc nói, ta và nàng ta không có bất kỳ quan hệ gì cả. Chúng ta chỉ gặp nhau hai lần thôi, ân oán giữa các người thật sự không cần thiết lôi ta vào. Ghê tởm! Cô gái đột nhiên tức giận nói, lời này của ngươi, ta thật sự cảm thấy không đáng cho phồn đoá. Ngươi có biết, nàng ta vì ngươi mà không tiếc tự mình ngăn cản bản tôn ta, mà ngươi lại nói như vậy, lương tâm ngươi bị chó ăn rồi sao? Ta! Diệp Huyên thoáng chốc không nói nên lời. Pháp tắc tối cao kia đang giúp mình. Có chút xấu hổ. Cô gái lại nói, người mà nàng ta coi trọng, thật không ngờ lại tệ hại như vậy, thật nực cười. Diệp Huyên cười khổ, hắn không ngờ, pháp tắc tối cao lại đang giúp hắn. Nhưng hắn có phần không hiểu là tại sao đối phương lại giúp hắn. Tuy bọn họ từng gặp mặt, nhưng nếu nói có tình cảm gì thì hoàn toàn không đúng. Hơn nữa, trực giác nói cho hắn biết, pháp tắc tối cao không quá muốn gặp hắn. Lúc này, cô gái lại nói, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đơn giản như vậy, ta sẽ giết ngươi trước mặt nàng ta. Nói rồi, nàng chậm rãi nâng tay phải, sau đó khẽ đè về phía Diệp Huyên. Vùng không gian nơi Diệp Huyên đang đứng lập tức bắt đầu bị ép lại. Đương nhiên Diệp Huyên sẽ không ngồi không chờ chết, lập tức rút kiếm ra. Rút kiếm định sinh tử. Một kiếm vừa chém xuống, không gian xung quanh hắn lập tức sụp đổ, đồng thời, cả đại điện bắt đầu rung chuyển kịch liệt. Nếu không phải đại điện này có sức mạnh từ kết giới, thì với một kiếm vừa nãy, đại điện này đã tan thành mây khói rồi. Thấy Diệp Huyên phá vỡ sức mạnh của bản thân, cô gái kia lập tức nhíu mày. Ở bên cạnh, ông lão nấm mồ thần linh cũng đổ đầy mồ hôi lạnh trên trán. Cũng may đưa Diệp Huyên đến nơi này, nếu không, nấm mồ thần linh thật sự không ai có thể khống chế được Diệp Huyên này. Cô gái đột nhiên nói, ngươi cũng có chút bản lĩnh đấy. Diệp Huyên nhìn cô gái, ân oán giữa ngươi và nàng, đó là chuyện của các người, ta cảm thấy, không nhất thiết phải liên lụy đến ta, ngươi nói xem. Cô gái cười lạnh, ngươi thì được xem là thứ gì, cũng xứng để trả giá với ta sao? Ta là tổ tông ngươi đấy. Diệp Huyên bỗng cầm kiếm chỉ thẳng vào cô gái, không phải ngươi muốn giết ông đây sao, đến đi, ông đây ở ngay đây đây, cầu chết. Ông lão nấm mồ thần linh ở bên cạnh nghe thấy cũng trợn mắt há mồm. Tên này lại dám nói với Chí Tôn như vậy. Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta thành toàn cho ngươi. Nói rồi, nàng đột nhiên mở bàn tay phải, đang định ra tay thì lúc này, Diệp Huyên bỗng lao về phía trước. Rút kiếm bổ mạnh về phía pho tượng cô gái kia. Rút kiếm định sinh tử. 880 thuật rút kiếm. Cô gái phất tay áo. Một vùng kiếm qua sụp đổ, Diệp Huyên thoáng chốc đã bay lùi đến cửa đại điện, mà lúc này, mười mấy phi kiếm đột nhiên chém đến bên người cô gái kia, nhưng, mười mấy thanh phi kiếm khi cách cô gái mười mấy tấc đều dừng lại. Căn bản không tiến lại gần được. Cô gái nhìn Diệp Huyên.
khẽ nhếch miệng xem thường, sức lực chỉ như đám kiến. Nói rồi, nàng khéo tay khẽ vỗ. Bùm! Những phi kiếm kia thoáng chốc đã vỡ vụn. Cô gái từ phía xa đột nhiên đánh ra một quyền về phá Diệp Huyên. Con người Diệp Huyên ở phía xa chợt co lại, hắn rút kiếm chắn ngang. Kiếm vực vô địch, ầm! Thoáng chốc khu vực kiếm vực chỗ hắn lập tức co rút lại, sức mạnh kinh người không ngừng xông về phía kiếm vực hắn, nhưng, cuối cùng hắn cũng vững vàng chống đỡ được. Thấy vậy, cô gái khẽ nhíu mày, kiếm vực. Diệp Huyên nhìn cô gái, hắn điểm ngón tay. Bù! Vị trí yết hầu pho tượng cô gái đột nhiên nứt ra. Một kiếm lấy đầu. Gần như là cùng lúc nứt ra, tay phải cô gái khẽ đè xuống, vừa đè thì vết nứt chỗ yết hầu của cô gái lập tức đã trở lại bình thường. Thấy vậy, sắc mặt Diệp Huyên chợt u ám. Không đánh lại được. Nếu đã không đánh được, thì hắn cũng không do dự gì nữa, hắn quay người rút kiếm bổ xuống. Đùng! Không gian đột nhiên sụp đổ, sau đó, hắn lập tức bỏ chạy ra ngoài. Cô gái liếc nhìn Diệp Huyên đã bỏ chạy ra ngoài, vẻ mặt vô cảm muốn chạy. Ngươi nghĩ nhiều rồi. Vừa dứt lời, nàng mở lòng bàn tay phải, sau đó nhẹ nhàng nắm lại, thời gian đảo ngược. Diệp Huyên vốn dĩ đã chạy ra ngoài đại điện đột nhiên biến mất tại chỗ, sau đó, hắn lại xuất hiện bên trong đại điện, hơn nữa còn ở tư thế cầm kiếm như trước lúc chạy đi. Lúc này, thời gian đã đảo ngược. Chí Tôn. Bên trong điện, vẻ mặt Diệp Huyên chợt nặng nề. Hắn biết, hắn đã đánh giá thấp những người được gọi là Chí Tôn này rồi. Thanh Nhi có thể không coi trọng những cao thủ cấp bậc này, thậm chí là Tiểu An. Nhưng Diệp Huyên hắn so với những cao thủ cấp bậc này, vẫn còn có khoảng cách không hề nhỏ. Không thể đi theo Thanh Nhi quá lâu, nếu không, nhìn thấy ai cũng như đám kiến nhỏ cả. Cô gái nhìn Diệp Huyên, không phải ngươi muốn chạy sao? Chạy tiếp đi chứ. Diệp Huyên thôi nghĩ ngợi, nhìn cô gái, sao ngươi nói nhiều lời vô nghĩa vậy? Nói rồi, hắn đột nhiên biến mất. Ở phía xa. Một luồng kiếm quang từ trên đỉnh đầu pho tượng cô gái kia rơi thẳng xuống dưới. Cô gái khẽ nhếch miệng cười châm chọc, vung tay. Thoáng chốc Diệp Huyên đã bị đánh bay, nhưng không bay ra khỏi đại điện bởi vì ở cửa đại điện lại xuất hiện một kết giới vô hình. Sau khi Diệp Huyên dừng lại, khóe miệng hắn cũng đã chảy máu. Diệp Huyên lau vết máu, sau đó nhìn pho tượng cô gái kia. Cô gái này tuy không phải bản thể. Nhưng giữa cao thủ cổ thần cảnh và nàng ta hoàn toàn không thể so sánh được. Chí Tôn và cổ thần cảnh, đúng là một trời một đất. Cô gái đột nhiên nâng tay phải, sau đó đè mạnh xuống dưới. Ở phía xa, con người Diệp Huyên bỗng co lại, chỉ thấy không gian trên đầu hắn đột nhiên trút xuống như núi vậy. Diệp Huyên vung tay phải cầm kiếm chặn lại. Kiếm vực. Cả người Diệp Huyên lập tức bắt đầu run rẩy dữ dội. Tuy kiếm vực ngăn được sức mạnh kinh khủng này, nhưng, rõ ràng Diệp Huyên cũng khó mà chống đỡ nổi, sắc mặt trở nên trắng nhợt, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng. Mà cô gái kia lúc này cũng kinh ngạc trong lòng. Nàng ta không ngờ, Diệp Huyên lại có thể chống đỡ được đến hiện tại. Đừng nói Diệp Huyên, cho dù là một cao thủ cổ thần cảnh, thì phân thân này của nàng ta cũng có thể tùy ý tiêu diệt được rồi. Nhưng, Diệp Huyên lại kiên cường chống đỡ đến hiện tại. Tên này cũng có chút không bình thường. Đột nhiên có chuyện kỳ lạ, ánh mắt cô gái chợt lóe sát ý lạnh lẽo, nàng ta mở lòng bàn tay, đại điện đột nhiên xuất hiện vô số bùa chú màu đỏ. Những bùa chú đỏ này thoáng chốc bùng cháy, không gian chỗ Diệp Huyên lập tập cũng bốc cháy. Vẻ mặt Diệp Huyên nặng nề. Đây là sức mạnh gì? Diệp Huyên lại sử dụng kiếm vực vô địch, khi kiếm vực vô địch xuất hiện, không gian xung quanh hắn đã khôi phục lại bình thường. Nhưng sắc mặt hắn lại trở nên tái nhợt nhanh chóng. Kiếm vực của hắn đang chịu đựng sức mạnh kinh khủng kia. Lúc này, trong đầu Diệp Huyên đột nhiên vang lên giọng nói của Tiểu An, đây là thần thuật, cô gái trước mặt huynh không đơn giản. Diệp Huyên chớp mắt, Tiểu An, thần thuật là gì? Tiểu An nói, một thuật pháp rất cổ xưa, huynh phải cẩn thận. Diệp Huyên nói, muội không muốn thử đấu với cô gái này hai chiêu sao? Tiểu An hỏi ngược, tốt nhất thì muội vẫn không nên ra tay, bởi vì nếu muội ra tay có thể sẽ thu hút kẻ địch mạnh hơn nữa.
Diệp Huyên đột nhiên nói, lúc trước không phải muội đã ra tay với Thanh Nhi sao? Tiểu An nói, chỗ của nàng ta đã tự động che giấu thiên cơ. Huynh có thể không? Diệp Huyên. Tiểu An lại nói, nàng ta không phải bản thể, huynh có thể đối phó được. Diệp Huyên cười nói, được. Nói rồi, hắn nhìn cô gái kia, lúc này, không gian xung quanh kiếm vực của hắn cũng bốc cháy. Mà kiếm vực của hắn cũng không kiên trì được lâu nữa. Buộc phải chủ động xuất kích. Đột nhiên Diệp Huyên thu kiếm vực về, sau đó, hắn bước lên một bước, vừa bước ra, máu huyết trong cơ thể hắn lập tức sôi sục. Huyết mạch chi lực. Đùng. Cả người Diệp Huyên lập tức biến thành một người máu. Thấy Diệp Huyên sử dụng huyết mạch chi lực, cô gái kia nhíu mày, huyết mạch của ngươi. Diệp Huyên bỗng biến mất, một luồng kiếm quang đỏ như máu đột nhiên từ trên đỉnh đầu cô gái rơi thẳng xuống. Rút kiếm định sinh tử. Mà lần này không phải 880 đạo, mà là 960 đạo. Sau khi sử dụng huyết mạch chi lực, thực lực của hắn đã đương tăng lên rất nhiều. Bởi vì huyết mạch của hắn cũng là huyết mạch trưởng thành. Bản thân hắn càng mạnh thì huyết mạch Diệp cũng sẽ trở nên càng mạnh. Kiếm này vừa rơi xuống, cô gái kia nheo hai mắt, khẽ điểm tay. Bùm! Pho tượng cô gái lập tức bị đẩy lùi vào sâu đại điện, mà cả đại điện lúc này cũng bị vỡ nứt. Ông lão nấm mồ thần linh ở bên kia cũng lập tức bị kiếm thế mạnh mẽ này dồn vào một góc. Ông lão lau vết máu khóe miệng, khó tin nhìn Diệp Huyên. Tên này lại mạnh thế sao? Có thể một kiếm chém lùi cả Chí Tôn. Mặc dù Chí Tôn ở trước mặt này không phải bản thể, nhưng cũng là một vị Chí Tôn đây. Mà tên này lại dùng một kiếm đẩy lùi vị Chí Tôn này. Nấm mồ thần linh đã chọc phải quái vật nào vậy? Ở phía xa, cô gái bị một kiếm của Diệp Huyên đẩy lùi kia lúc này ánh mắt cũng đầy vẻ khó tin, ngươi. Diệp Huyên đột nhiên biến mất, lại thêm một kiếm chém về phía cô gái. Ánh mắt cô gái chợt hung tợn, muốn chết sao? Nói rồi nàng ta siết chặt tay phải thành quyền, sau đó đánh mạnh một quyền. Ầm ầm. Hai luồng sức mạnh va chạm với nhau, cả đại điện đột nhiên rung chuyển, sau đó bùng nổ, biến thành hư vô. Sức mạnh kết giới kia cũng biến mất không dấu vết. Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, chẳng trách bọn họ không giết được ngươi, không thể không nói, ngay cả ta cũng đánh giá thấp ngươi rồi. Diệp Huyên đột nhiên chỉ tay về phía cô gái, chém. Vừa dứt lời, mười mấy thanh phi kiếm từ bốn phương tám hướng bay về phía cô gái. Cô gái vung tay. Ầm. Mười mấy thanh phi kiếm kia lập tức vỡ vụn. Mà lúc này, Diệp Huyên đã xuất hiện trên đỉnh đầu cô gái, sau đó, hắn rút kiếm chém mạnh xuống. Lúc đó, thân thể cô gái đột nhiên trở nên hư vô. Bùm. Một kiếm của Diệp Huyên vừa rơi xuống, một luồng sức mạnh đột nhiên từ kiếm trong tay hắn đánh ngược vào cả người hắn. Âm đoàng. Cả người Diệp Huyên thoáng chốc bay ngược ra ngoài, vừa bay đã ra cả mấy vạn trượng. Mà lúc này, cô gái kia lại xuất hiện trước mặt hắn, sau đó một quyền đánh vào đầu Diệp Huyên. Một quyền rất bình tĩnh, hơn nữa tốc độ lại rất chậm. Nhưng sắc mặt Diệp Huyên lại chợt thay đổi. Bởi vì một quyền này của cô gái đã vượt ra ngoài thời gian, càng vượt ra cả thời không. Diệp Huyên không dám sơ suất, vội sử dụng kiếm vực. Ầm. Diệp Huyên lại lùi ra vạn trượng, nhưng hắn lại đỡ lấy một quyền này của cô gái. Nếu không nhờ kiếm vực thì hắn căn bản không đỡ nổi một chiêu của cô gái này rồi. Chênh lệch khá lớn. Diệp Huyên lau vết máu khóe miệng, sau đó nhìn cô gái mở lòng bàn tay. Trong lòng bàn tay nàng ta đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, sau đó, trên đỉnh đầu Diệp Huyên cũng xuất hiện biển lửa. Cô gái mấp máy môi, đốt, vừa dứt lời, không gian xung quanh kiếm vực của Diệp Huyên lập tức bùng cháy. Diệp Huyên bỗng suy nghĩ trong đầu, vô số kiếm quang đan xen quanh người hắn, nhưng kiếm của hắn vẫn không thể tiêu diệt được ngọn lửa kia. Cô gái nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta xem kiếm vực này của ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Tay phải Diệp Huyên cầm kiếm chậm rãi nhét vào chuôi kiếm, hai mắt hắn từ từ nhắm lại. Quỳnh! Một luồng kiếm thế mạnh mẽ đột nhiên sôi sục tuôn ra từ trong cơ thể hắn. Cô gái nhìn Diệp Huyên chầm chầm, tay trái chậm rãi siết lại.
Những chuyện bất ngờ mà Diệp Huyên đem lại cho nàng ta thực sự quá nhiều rồi. Ở phía xa, Diệp Huyên đột nhiên mở bừng hai mắt, sau đó hắn rút mạnh kiếm chém ra. Bù! Một kiếm này vừa chém đi, ngọn lửa trước mặt hắn thoáng chốc đã vỡ nứt, mà lúc này, cô gái đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn, sau đó đánh một quyền về phía hắn. Một quyền đánh ra, đất trời đều rung chuyển. Một quyền này, trực tiếp đánh vào kiếm đang rơi xuống kia của Diệp Huyên. Quỳnh! Diệp Huyên lập tức bị đẩy lùi. Mà ngay khi Diệp Huyên lùi đi, cô gái đột nhiên vươn người, lại đánh một quyền về phía Diệp Huyên. Con người Diệp Huyên co lại, nâng kiếm chắn ngang. Ầm ầm. Diệp Huyên cả kiếm cả người lập tức bị đẩy lùi cả vạn trượng. Sau khi dừng lại, máu liên tục chảy ra từ trong miệng Diệp Huyên. Còn cô gái kia cũng không cho Diệp Huyên cơ hội, nàng ta lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, đang định ra tay thì đột nhiên Diệp Huyên lại rút kiếm. Ầm. Một luồng kiếm quang màu đỏ như máu từ trên đỉnh đầu cô gái chém thẳng xuống. Thân thể cô gái đột nhiên trở nên hư ảo. Ầm ầm. Kiếm rơi xuống, kiếm quang lập tức vỡ vụn, Diệp Huyên lại bị đẩy lùi. Lúc này, giọng nói của Tiểu An bỗng vang lên trong đầu Diệp Huyên, đây là thần thể. Kiếm này của huynh không thể làm bị thương được. Thần thể. Diệp Huyên lau vết máu khóe miệng, sau đó nói, nàng ta không phải là bản thể mà. Tiểu An nói, không phải bản thể. Nhưng phân thân này của nàng ta cũng là thân thể, kiếm phàm không thể làm bị thương được. Huynh phải dùng kiếm thần kia của huynh. Thanh Huyên. Sắc mặt Diệp Huyên nặng nề. Kiếm Thanh Huyên bây giờ vẫn đang đột phá. Lúc này, cô gái ở phía xa đột nhiên nói, nào, để ta xem ngươi yêu nghiệt thế nào. Nói xong, nàng ta đột nhiên điểm tay từ phía xa về phía Diệp Huyên. Ầm ầm. Không gian chỗ của Diệp Huyên lập tức bùng nổ, sau đó, vô số luồng sức mạnh thần bị đan xen lao về phía Diệp Huyên. Thời không chi lực. Diệp Huyên kinh ngạc trong lòng, lần này, hắn không dùng đến kiếm vực mà trực tiếp đỡ lấy, lại rút kiếm chém ra. Nhưng lần này hắn dùng rút kiếm định sinh tử. Mà la rút kiếm điên cuồng. Chém loạn xạ. Âm huỳnh huỳnh. Trong sân. Từng luồng kiếm quang như phong ba bão táp phóng ra từ không gian chỗ Diệp Huyên, thoáng chốc, thời không chi lực xung quanh đều sụp đổ. Cách đó không xa, cô gái kia khẽ nhíu mày, người nổi điên rồi sao? Hai mắt Diệp Huyên ở phía xa dần dần biến thành màu đỏ, hắn cười hung tợn, nào, tiếp tục đi. Nói xong, cả người hắn lập tức biến mất, trong sân, một luồng kiếm quang đỏ như máu chợt lóe lên như sấm chớp. Cô gái bước ra một bước. Vừa bước ra, một luồng kiếm quang đỏ như máu đã bị nàng ta buộc phải dừng lại. Chính là Diệp Huyên. Ầm ầm. Diệp Huyên còn chưa kịp phản ứng lại thì cả người đã bay ngược ra xa. Nhưng ngay khi hắn vừa bay đi, thì mười mấy thanh phi kiếm đỏ như máu đã bay đến chém về phía cô gái. Cô gái khẽ vung tay. Ầm. Mười mấy thanh phi kiếm lập tức biến mất. Cô gái nhìn Diệp Huyên phía xa. Diệp Huyên ở phía xa lại đứng lên. Hắn một lần lại một lần bị đánh bại, nhưng một lần lại một lần đứng lên lại. Nhìn Diệp Huyên đứng lên cách đó không xa, sát ý trong mắt cô gái lại càng thêm nặng nề. Cô gái chậm rãi siết chặt tay phải, một luồng sức mạnh vô hình đột nhiên lan ra từ vùng đất trời này, đồng thời, con người Diệp Huyên ở phía xa cũng co lại. Lúc này, hắn cảm nhận được hơi thở của cái chết. Cái chết. Diệp Huyên đột nhiên cười lớn, cô gái không phải cô muốn giết ta sao? Ta cầu chết, nào, đến giết ta đi. Vừa dứt lời, đột nhiên hắn lại rút kiếm chém ra. Một kiếm cầu chết, kiếm này chém ra, không cầu thắng, nhưng cầu chết. Nhất kiếm cầu tử. Khoảnh khắc Diệp Huyên chém ra một kiếm này, đất trời bỗng dưng sụp đổ. Cầu tử. Giờ phút này, khí thế của Diệp Huyên đã đạt tới đỉnh. Và sức mạnh thần bí trong đất trời kia đã trực tiếp bị khí thế ấy của hắn nghiền nát, cùng lúc đó, một nhát kiếm quang cũng bổ tới trước mặt cô gái. Cô gái mở tay phải ra rồi khẽ ngăn trước mặt. Cái ngăn ấy vậy mà lại trực tiếp chặn được một kiếm kia của Diệp Huyên. Xong, khu vực nấm mồ thần linh này của cả hai cũng bắt đầu dần dần sụp đổ. Sức mạnh cả hai quá mạnh,
mảnh thế giới này hoàn toàn không thể chịu đựng nổi. Yên lặng trong nháy mắt. Cô gái đã bị một kiếm kia của Diệp Huyên bổ lùi lại trăm trượng, khi nàng vừa dừng lại, Diệp Huyên đằng xa cũng bỗng dưng xông tới. Nhất kiếm để đầu. Nhất kiếm để đầu có thêm cả huyết mạch chi lực. Cổ họng cô gái đằng xa bỗng nứt ra, nàng ta nhíu mày, tay phải nhẹ nhàng đè xuống, cổ họng đã khôi phục bình thường. Mà lúc này, Diệp Huyên cũng đã xông tới trước mặt nàng, rút kiếm bổ xuống. Thoáng chốc, cô gái đã bị bổ lui lại hơn mấy trăm trượng. Khi cô gái vừa dừng lại, hơn 10 cái phi kiếm màu máu đã bổ tới. Nàng ta để ngang tay đỡ lấy. Kiếm quang vỡ nát, cô gái cũng lùi lại thêm trăm trượng. Mà khi cô gái dừng lại thì da thịt trên người nàng cũng đã nứt toác. Diệp Huyên đang định ra tay tiếp, cô gái bỗng vung tay áo lên. Diệp Huyên ở phía xa con ngươi chợt co rút lại rồi để ngang kiếm đón đỡ. Vô địch kiếm vực. Mảnh không gian nơi Diệp Huyên đứng chợt sụp đổ, mà hắn vẫn còn sống, kiếm vực trực tiếp chặn lại sức mạnh khủng bố của cô gái. Thực ra, nếu như không có vô địch kiếm vực thì hắn còn chẳng có cả cơ hội vung kiếm lên. Bởi vì, trong tình huống không thi triển kiếm vực, hắn hoàn toàn không thể đỡ nổi một chiêu của nàng. Xa xa, cô gái liếc nhìn làn da nứt nẻ của mình, im lặng một lát rồi nhìn về phía Diệp Huyên. Giờ phút này, trong mắt nàng hiếm khi lộ ra vẻ nghiêm túc. Thực lực bây giờ của Diệp Huyên với nàng vẫn giống như con kiến. Nhưng, mấy môn kiếm kỹ của Diệp Huyên lại cực kỳ phi phàm. Đặc biệt là kiếm vực kia. Thế mà có thể ngăn cản sức mạnh của nàng ta. Đây quả thật có chút không bình thường. Còn có huyết mạch chi lực của Diệp Huyên, cũng hết sức phi phàm. Tóm lại, cả người Diệp Huyên đều có chút không bình thường. Đúng lúc này, Diệp Huyên bỗng hít sâu một hơi, từng luồng kiếm thế liên tục trào ra từ trong người hắn. Cô gái nhìn Diệp Huyên, tiếp tục. Diệp Huyên cũng nhìn nàng ta, vậy tiếp tục. Hắn vừa nói xong, bỗng dưng biến mất khỏi tại chỗ. Cô gái vung tay áo lên. Mảnh không gian trước mặt nàng trực tiếp nổ tung, sức mạnh khủng bố lập tức bao phủ mảng kiếm quang kia của Diệp Huyên. Còn xung quanh cô gái kia chợt có vô số phi kiếm chém tới. Đó là phi kiếm được hình thành từ kiếm thời không. Những phi kiếm đó có tốc độ cực nhanh, nhưng, có nhanh cũng chẳng đến gần được cô gái kia. Chân chính đe dọa được nàng cũng chỉ có rút kiếm định sinh tử và nhất kiếm để đầu. Tuy cô gái này rất mạnh, nhưng kiếm vực của Diệp Huyên vẫn có thể ngăn cản sức mạnh của nàng. Có điều, nếu cứ tiếp tục tiêu hao như vậy thì sẽ ngày càng bất lợi với Diệp Huyên. Bên kia, ông lão của nấm mồ thần linh nhìn chằm chằm vào Diệp Huyên đang đánh nhau với cô gái Chí Tôn. Giờ phút này, có thể nói trong lòng ông ta đang hết sức kinh ngạc. Diệp Huyên này vậy mà lại mạnh như vậy. Trước đó, đám tả tôn điên rồi hả? Thế mà lại đi nhầm vào tên biến thái này. Mà cô gái đang đối phó với Diệp Huyên cũng càng đánh càng kinh ngạc, vì nàng phát hiện, không ngờ Diệp Huyên lại ngày càng mạnh lên. Chẳng mấy chốc, nàng đã hiểu. Diệp Huyên đây là dùng nàng để luyện chiêu. Tuy Diệp Huyên đã tu luyện thành công trong tháp nhỏ, nhưng vẫn chưa từng thực chiến. Mà cao thủ bình thường lại chẳng phải đối thủ của hắn, còn mạnh thì Diệp Huyên lại đánh không lại, ví dụ như Tiểu An. Nhưng vị trước mắt lại vừa hay thích hợp. Sau khi cô gái biết được ý định của Diệp Huyên, đương nhiên sẽ không chiều theo ý hắn. Nàng bắt đầu điên cuồng tấn công, nhưng kiếm vực của Diệp Huyên đều chặn lại được hết. Chẳng những thế, trong lúc đó, Diệp Huyên còn có thể phản công. Đánh một hồi, cả hai bên đều lâm vào thế giằng co, chẳng ai làm gì được ai. Diệp Huyên hơi yếu hơn một chút, nhưng cô gái kia lại không giết được hắn. Hai người ai cũng không làm gì được ai, nhưng nấm mổ thần linh lại xui xẻo. Bởi vì cả hai đều chẳng hề kiêng nể tàn phá, mà nấm mổ thần linh cũng không dám cản, chỉ có thể dẫn theo một vài mộ địa chạy ra ngoài. Từ trước tới nay, đây là lần đầu tiên nấm mổ thần linh phải di rời mộ địa. Nhưng vào lúc này, Diệp Huyên bỗng nhiên bị đánh bay. Nhưng lần này, cô gái lại không có ra tay tiếp. Nàng nhìn Diệp Huyên, cơ thể bằng tượng của mình cũng đã tràn ngập vết nứt. Diệp Huyên lau vết máu ở khóe miệng đi, nhếch miệng cười, tiếp tục.
hắn nói xong định ra tay, nhưng cơ thể cô gái lại bỗng dưng mở đi. Diệp Huyên nhíu mày, sao lại dừng tay? Cô gái không nói gì, cứ thế nhìn chằm chằm Diệp Huyên, rồi biến mất từng chút một. Chẳng mấy chốc, nàng đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên cau mày. Ở một chỗ trong đám mây, Đoá Nhất bỗng mở mắt ra, sau đó sắc mặt nàng bèn trở nên dữ tợn, con kiến. Nàng nói xong định rời khỏi, tự mình đi xuống hạ giới. Nhưng lúc này, Phồn Đoá bỗng xuất hiện trước mặt nàng. Đoá Nhất nhìn chằm chằm vào Phồn Đoá, người muốn ngăn cản ta. Phồn Đoá cười hỏi, phân thân biến mất rồi hả? Đoá Nhất nhìn Phồn Đoá, người có vẻ rất đắc ý nhỉ. Phồn Đoá lắc đầu, Đoá Nhất, ta và ngươi là kẻ địch hơn 10 vạn năm. Tuy ta rất muốn ngươi chết, nhưng ngươi không thể đụng tới người đàn ông dưới kia. Đoá Nhất châm chọc, ngươi nói không được là không được chắc. Phồn Đoá liếc Đoá Nhất, hắn không được xem như người của ta. Ngươi có gì thì cứ nhằm vào ta là được. Đoá Nhất nhìn chòng chọc vào Phồn Đoá, mặc kệ hắn có phải người của ngươi hay không thì cũng chẳng quan trọng, vì hắn đã thành công chọc giận ta, hắn phải chết. Phồn Đoá khẽ thở dài, tu hành không dễ, tội gì tự tìm đường chết. Buồn cười. Đoá Nhất cười lạnh, hắn tính thứ gì? Giết hắn là tự tìm đường chết. Phồn Đoá nhàn nhạt nói, tùy ngươi. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Đoá Nhất im lặng. Nàng không có đi tìm Diệp Huyên, vì nàng phát hiện chuyện này có gì đó là lạ. Ngẫm nghĩ một lát, sau đó nàng bèn xoay người rời đi. Chấm chấm chấm. Nấm mồ thần linh, Diệp Huyên nằm trên mặt đất, giờ hắn đã hoàn toàn khôi phục. Trận chiến ban nãy với cô gái Chí Tôn đã khiến hắn thu hoạch được rất nhiều. Chiến đấu. Phải công nhận rằng chiến đấu thật sự sẽ khiến cho người ta trưởng thành. Ngay từ đầu, hắn gần như bị đè đầu đánh, nhưng đến lúc sau, Diệp Huyên đã có thể đối phó một cách tự nhiên. Không thể cứ vùi đầu tu luyện thôi. Phải không ngừng chiến đấu nữa. Đối thủ. Diệp Huyên quay đầu nhìn lại, lúc này, các cao thủ của nấm mổ thần linh đã chạy trốn hết. Ngay cả phân thân của Chí Tôn cũng không giết được Diệp Huyên thì đương nhiên những cao thủ nấm mổ thần linh kia sẽ không ở lại chờ chết. Diệp Huyên cũng không có đi tìm họ, với hắn thì những người đó đã không còn bất cứ ý nghĩa gì với mình. Đúng lúc này, Tiểu An đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên. Nàng liếc nhìn xung quanh rồi nói, nếu cô gái ban nãy là bản thể thì huynh không sống nổi trong một chiêu đâu. Diệp Huyên nhìn về phía Tiểu An, ta và nàng chênh lệch rất lớn hả? Tiểu An gật đầu, rất lớn. Diệp Huyên im lặng. Tiểu An nhìn Diệp Huyên nói, nếu huynh muốn chống lại nàng thì phải vượt qua một cánh cửa. Diệp Huyên vội hỏi, là gì? Tiểu An đáp, pháp tắc. Diệp Huyên nhíu mày, pháp tắc. Tiểu An gật đầu, mỗi một mảnh vũ trụ đều có pháp tắc chi đạo, mảnh vũ trụ này cũng có. Trước đó, nàng có thể áp chế huynh là vì nàng đã ở pháp tắc. Còn huynh có thể chống lại nàng đều là do vài loại kiếm kỹ khủng bố kia. Nếu là những kiếm kỹ bình thường thì huynh đã chết từ lâu rồi. Diệp Huyên gật đầu, đúng thật, nếu như theo lời muội thì ta có thể chống lại nàng đều là vì mấy loại kiếm kỹ do mình sáng tạo ra. Tháp nhỏ. Tiểu An quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, nàng cứ thế nhìn hắn giống như lần đầu tiên biết Diệp Huyên. Diệp Huyên hơi khó hiểu, sao thế? Tiểu An hỏi, mấy loại kiếm kỹ do huynh sáng tạo? Diệp Huyên hỏi, sao vậy? Tiểu An lại hỏi, huynh nghiêm túc hả? Diệp Huyên chớp mắt, muội không tin ta. Tiểu An trần chờ một lát rồi nói, huynh thì, ta chỉ biết giữ im lặng. Diệp Huyên. Tiểu An bỗng hỏi, có muốn tu luyện ra thần thể không? Diệp Huyên nhìn Tiểu An, giờ ta mới là thời không cảnh thôi đó. Tiểu An lắc đầu, không sao. Hệ thống tu luyện chỗ chúng ta khác nơi này, giờ huynh đã có thể tu luyện thần thể rồi. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, ta có thể lướt qua vài cảnh giới trực tiếp tu luyện thần thể luôn hả? Tiểu An đáp, ta vừa nói rồi đó, hệ thống tu luyện của nơi này khác chỗ chúng ta. Huynh có thể không cần tu luyện mấy cảnh giới kế tiếp của mảnh vũ trụ này. Diệp Huyên chớp chớp mắt hỏi, có thể thật hả? Tiểu An gật đầu, có thể. Diệp Huyên cười nói, được rồi. Tiểu An khẽ gật đầu, muốn tu luyện ra thần, nói khó cũng không khó.
huynh cần hiểu được sự khác nhau giữa phàm thể và thần thể. Từ phàm đến thần là một loại lột xác, cũng là một sự thay đổi về chất. Quá trình này giống như tầm hóa bướm vậy. Nàng nói xong, bỗng nhấn một cái lên giữa trán Diệp Huyên. Ầm. Vô số tin tức ùa vào trong đầu Diệp Huyên. Một lát sau, Tiểu An mới rút tay về rồi nói, đây là cách tu luyện và một số tâm đắc và kinh nghiệm của ta. Diệp Huyên hơi khom lưng, cảm ơn. Giờ phút này, trong lòng hắn quả thật hết sức chấn động. Thần thể. Điều này với Thanh Nhi mà nói vẫn giống như con kiến, nhưng với Diệp Huyên hắn lại khác. Hắn cũng muốn đạt tới cảnh giới không cần phải đếm xỉa đến gì như Thanh Nhi. Nhưng, hắn cũng biết nếu không trải qua các cảnh giới một lần thì sao có thể không đếm xỉa gì đến nó. Diệp Huyên thôi không nghĩ nữa, trở về tháp nhỏ, thời gian kế tiếp, hắn bắt đầu tu luyện thần thể. Mà Tiểu An vẫn chưa trở lại bên trong tháp nhỏ, nàng chậm rãi nhắm mắt lại. Giống như cảm ứng được gì đó, con ngươi nàng chợt co rút lại, rồi ngẩng phát đầu lên. Mà ở một nơi xa xôi, một người đàn ông chợt mở mắt ra, sau đó trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, Thánh Tôn. Người quả nhiên còn sống. Hắn ta nói xong bèn rời khỏi đại điện đi thẳng đến một tòa thần điện. Tại nấm mồ thần linh, Tiểu An rũ mắt xuống. Tiểu An mở lòng bàn tay ra, hỏa đức xuất hiện trong tay nàng. Nàng nhìn hỏa đức nói, là ngươi báo cho họ. Hỏa đức đáp, vâng. Tiểu An chậm rãi nhắm mắt lại, ngươi muốn dụ Tiểu Huyên xuống nước. Hỏa đức nặng nề nói, đúng vậy, Thánh Tôn. Chúng ta chỉ có thể mượn sức mạnh đằng sau hắn mới tiêu diệt được cổ ma và con mụ kia. Ta. Tiểu An nắm chặt tay phải. Ầm. Cả người hỏa đức lập tức trở nên mờ đi. Tiểu An nhìn hỏa đức với ánh mắt lạnh lùng như băng, người đang dạy ta làm việc sao? Hử. Chấm chấm chấm. Hỏa đức nhếch mép cười, Thánh Tôn người có thể giết ta, nhưng dù có cho ta thêm một cơ hội thì ta vẫn sẽ làm như thế. Tiểu An nhìn hỏa đức, chuyện này không liên quan gì tới huynh ấy, ngươi có hiểu không? Hỏa đức gật đầu nói, ta biết không liên quan gì tới hắn, nhưng chúng ta bắt buộc phải kéo hắn xuống nước, để cho cổ ma tộc cùng cô gái kia nhắm vào hắn, chỉ có như vậy thì người sau lưng hắn mới có thể xuất hiện. Tiểu An khẽ nhắm hai mắt lại. Hỏa đức nói, Thánh Tôn, trận chiến đó, người của chúng ta gần như đều chết hết sạch. Không có sự tương trợ từ bên ngoài. Chúng ta khó mà báo thù được. Diệp Huyên này lại chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta. Tiểu An liếc nhìn Hỏa Đức, nói, ngươi đi đi. Hỏa Đức ngẩn ra. Tiểu An nhỏ giọng nói, năm đó ngươi thể sống chết muốn đi theo ta không nỡ giết ngươi, nhưng cũng không muốn tiếp tục giữ ngươi ở bên cạnh. Ngươi đi đi. Hỏa Đức run giọng nói, Thánh Tôn, ngươi có thể mắng ta, có thể giết ta, nhưng ngươi không thể đuổi ta đi. Tiểu An lắc đầu, ta đã từng nói với ngươi, huynh ấy đối xử với ta chân thành thì ta cũng phải đối với huynh ấy một lòng một dạ. Huynh ấy cho chúng ta dưỡng thương ở bên trong tiểu tháp, chúng ta lại tính kế với huynh ấy, ta thực sự khinh thường loại hành vi như vậy. Nàng liếc nhìn Hỏa Đức, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta, cũng vì muốn phục thù, nhưng dù là báo thù thì cũng không nên dùng mọi thủ đoạn. Dù làm người hay là làm thần thì cũng đều nên có giới hạn của bản thân. Ngươi đi theo ta bao nhiêu năm, ta không nỡ giết ngươi, nhưng cũng không thể giữ ngươi ở lại. Ngươi đi đi. Hỏa Đức cầu xin, Thánh Tôn, ta đã không còn có nhà để về người đuổi ta đi, ta còn có thể đi đâu được nữa. Ta, đúng vào lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xuất hiện. Hắn đã nghe thấy hết toàn bộ cuộc đối thoại giữa Tiểu An và Hỏa Đức. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyên, chúng ta nên từ biệt thôi. Diệp Huyên nhìn Tiểu An, muội sợ làm liên lụy tới ta à? Tiểu An nói, nếu như giờ muội đi thì sẽ không liên lụy tới huynh. Diệp Huyên nói, vậy thì muội sẽ chữa trị vết thương thế nào? Tiểu An trầm mặc. Nơi tốt nhất thật ra chính là trong tiểu tháp của Diệp Huyên. Bởi vì 10 năm bên trong chỉ bằng một ngày ở bên ngoài. Chỉ cần ở trong đó vài ngày, vết thương của nàng sẽ có thể bình phục hoàn toàn. Không chỉ là bình phục mà còn có nhiều thời gian để tu luyện và tiến lên một tầng cao mới. Phải biết rằng nàng đã ngủ say mười mấy vạn năm rồi, nhưng vào thời điểm này, kẻ địch của nàng không hề ngủ mà đều đang tu luyện. Nhưng bây giờ, nếu như nàng không đi thì Diệp Huyên sẽ bị liên lụy.
Diệp Huyên đột nhiên nhìn về phía Hỏa Đức, người muốn dìm ta xuống nước, sau đó để cho Thanh Nhi nhúng tay vào chuyện của mấy người. Hỏa Đức gật đầu, phải. Diệp Huyên nhìn Hỏa Đức, người có biết tính tình của Thanh Nhi không? Hỏa Đức liếc nhìn Diệp Huyên, không biết. Diệp Huyên cười nói, đừng bày mấy trò âm mưu quỷ kế này ở trước mặt muội ấy, nếu không ngươi sẽ phải hối hận. Tính kế với Thanh Nhi. Thật ra hắn biết Thanh Nhi vô cùng thông minh, chỉ là nàng ấy hiện giờ đã khinh thường chơi mấy trò đấu trí này rồi. Đối với Thanh Nhi mà nói, trò đấu trí đều chỉ dành cho mấy kẻ không có thực lực. Diệp Huyên đột nhiên nói, Hỏa Đức, nể mặt Tiểu An, ta cũng sẽ không giết ngươi. Làm như muội ấy nói, ngươi đi đi. Hỏa Đức trầm mặc một lúc, sau đó cung kính hành lễ với Tiểu An rồi quay người rời đi. Diệp Huyên nhìn Hỏa Đức dần biến mất ở nơi xa, không biết đang nghĩ ngợi gì. Tiểu An đột nhiên nói, gã sẽ không buông xuôi. Nàng lại nhìn về phía Diệp Huyên, muội phải đi. Sau một hồi trầm mặc, Diệp Huyên nói, người bên phía muội tới đây cần bao lâu? Tiểu An nói, khoảng nửa tháng. Diệp Huyên cười nói, vậy thì muội có thể ở lại thêm 14 ngày, sau 14 ngày thì muội hẵng rời đi, được chứ? Tiểu An liếc nhìn Diệp Huyên, huynh thực ra muốn giết Hỏa Đức, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy, bởi vì tên này không phải hạng tốt đẹp gì, để nó đi như vậy chung quy là một tai họa. Tiểu An hỏi, vậy sao huynh không giết? Diệp Huyên cười nói, đương nhiên là bởi vì muội rồi. Tiểu An nhìn Diệp Huyên, bởi vì muội. Diệp Huyên cười nói, không phải bởi vì muội thì còn vì ai nữa. Tiểu An, ta không biết trước đây muội mạnh cỡ nào, nhưng lúc gặp được muội, ta chỉ đơn thuần coi muội như muội muội, bây giờ cũng vẫn như vậy. Ta không muốn vì Hỏa Đức mà ảnh hưởng tới mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta. Tiểu An trầm mặc hồi lâu, nói, muội cũng muốn giết gã. Nhưng, muội không ra tay được, muội rất xin lỗi, vì những gì gã đã làm, trước nay muội chưa từng nghĩ sẽ lợi dụng huynh. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Tiểu An nhìn về phía Diệp Huyên, lúc muội đi sẽ giúp huynh giết chết cô gái đó. Diệp Huyên lắc đầu, ta thả Hỏa Đức đi là vì muội chứ không phải vì muốn trao đổi với muội. Tiểu An nói, muội biết, muội giết cô gái kia không chỉ đơn thuần muốn giúp huynh, cũng không phải vì huynh thả Hỏa Đức đi. Diệp Huyên lắc đầu nói, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ta tu luyện, muội trị thương. Tiểu An gật đầu, muội đi dạo loanh quanh. Diệp Huyên nói, được. Nói xong, hắn đi thẳng vào bên trong tháp nhỏ. Tiểu An quay người, vừa quay đi đã hoàn toàn biến mất khỏi vị trí cũ, lúc xuất hiện lại, nàng đã ở trong một tinh vực. Mà Hỏa Đức lại ở một nơi không xa ngay trước mặt nàng. Thấy Tiểu An tới, Hỏa Đức ngẩn người. Tiểu An nhìn Hỏa Đức, không nói thêm bất cứ lời nào, tay phải nàng vung lên, một luồng sáng màu trắng lập tức bao trùm lấy Hỏa Đức. Hỏa Đức nhìn Tiểu An, Thánh Tôn muốn giết ta sao? Tiểu An lắc đầu, không giết ngươi, nhưng ta phải nhốt ngươi. Nhốt ngươi 10 năm, sau 10 năm, ngươi sẽ không còn bất cứ uy hiếp gì với huynh ấy nữa. Nói xong, tay phải nàng vung lên. Tia sáng trắng bị đưa vào trong một khoảng thời không chưa biết. Nhốt Hỏa Đức 10 năm, Tiểu An quay người rời đi. Bên trong tiểu tháp, Diệp Huyền ngồi xếp bằng trên mặt đất, hắn bắt đầu tu luyện thần thể. Kỳ thực rất khó. Từ cơ thể bình thường tới thần chắc chắn không đơn giản, có điều vẫn tốt, có những kiến thức tâm đắc mà Tiểu An để lại, hắn có thể làm chơi ăn thật. Hơn nữa, Tiểu An cũng có thể giảng giải cho hắn bất cứ lúc nào. Bên trong một đám mây nào đó, Đoá Nhất Hiên lặng đứng, phía sau lưng nàng là một lão già mặc đồ đen. Đoá Nhất nói, ta muốn biết tất cả mọi thông tin về người tên Diệp Huyên này. Nhớ kỹ, là tất cả. Lão già mặc đồ đen khẽ hành lễ, hiểu rồi ạ. Nói xong, ông ta cứ thế biến mất. Đoá Nhất khẽ nhắm hai mắt lại. Ước chừng sau một tiếng đồng hồ, lão già mặc đồ đen lại xuất hiện, khẽ hành lễ rồi nói, Chí Tôn. Người này không đơn giản. Đoá Nhất nói đi. Lão già mặc đồ đen nói, có hai điểm không đơn giản. Thứ nhất là người đứng sau lưng người này không đơn giản. Phía sau lưng người này có hai người, một nam một nữ, đều là kiếm tu. Hai người từng xuất hiện dưới hạ giới. Theo mô tả của người dưới hạ giới thì hai người này giết người trước giờ đều chưa từng cần tới nhát kiếm thứ hai.
Đoá Nhất nhẹ giọng nói, kiếm kỹ của Diệp Huyên chắc là có từ hai người này. Lão già mặc đồ đen gật đầu nói, đúng vậy. Đoá Nhất lại nói, thứ hai thì sao? Lão già mặc đồ đen trầm giọng nói, trong tay Diệp Huyên có một thanh kiếm hết sức mạnh mẽ, kiếm này tên là Thanh Huyên, mà kiếm này không tầm thường, không chỉ bao hàm lực căn nguyên cực cao của quy luật vũ trụ mà còn có đạo thời không, là lực thời không vượt xa so với vũ trụ hiện hữu. Đoá Nhất nhíu mày, vượt xa. Lão già mặc đồ đen nói, phải, còn về những điểm khác của thanh kiếm này thì ta lại chẳng thể tìm hiểu được, bởi vì bản thân Diệp Huyên cũng rất ít khi dùng tới thanh kiếm này. Ông ta hơi ngừng lại rồi lại nói, trước đây Diệp Huyên đã đi qua tinh vực Ngạc, mà gia tộc Ngạc ở đó đã bị người ta tiêu diệt, người tiêu diệt gia tộc này chính là cô gái mặc váy trắng kia. Diệt tộc. Đoá Nhi nhỏ giọng nói, tiêu diệt có dễ dàng không? Lão già mặc đồ đen nói, một kiếm. Đoá Nhất quay đầu lại, chỉ một chiêu kiếm. Lão già mặc đồ đen gật đầu, chỉ một. Đoá Nhất trầm mặc. Lão già mặc đồ đen tiếp tục nói, cô gái này không hề tầm thường chút nào, thanh kiếm của Diệp Huyên là do nàng ta tạo ra. Mà nàng ta có thể tạo ra được một thần kiếm như vậy, điều này tượng trưng cho thực lực của nàng ta. Nói tới đây, ông ta không nói thêm gì nữa. Đoá Nhất nói, ông muốn nói rằng thực lực của nàng ta đã đạt tới đẳng cấp như chúng ta rồi. Lão già mặc đồ đen nói, phải. Đoá Nhất trầm mặc. Lão già mặc đồ đen tiếp tục nói, Chí Tôn, trong khi ta điều tra về Diệp Huyên này còn phát hiện ra một chuyện. Đoá Nhất lên tiếng, nói đi. Lão già mặc đồ đen trầm giọng nói, tốc độ nâng cao thực lực của người này rõ ràng quá khủng khiếp, trước nay ta chưa từng thấy bất cứ ai có tốc độ trưởng thành nhanh như cậu ta. Đoá Nhất nhíu mày nói, như thế nào? Lão già mặc đồ đen nói, cách đây không lâu, người này ngay cả phân thân của một cường giả cổ thần cũng không đánh lại được. Nhưng chẳng bao lâu, cậu ta đã có thể giết được cường giả cổ thần cảnh. Mà sau khi từ tinh vực Ngạc trở về thì thực lực của cậu ta đã có thể dễ dàng giết chết cường giả cổ thần cảnh chỉ trong giây lát. Không chỉ như vậy, cậu ta còn có thể đánh với phân thân của Chí Tôn. Sắc mặt của ông ta trở nên nghiêm trọng, chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi chưa tới một tháng, cảnh giới của cậu ta không có thay đổi gì, nhưng chiến lực lại ngày càng khủng bố hơn. Đoá Nhất trầm mặc hồi lâu. Nói, hắn có phải là người của Phồn Đoá không? Lão già mặc đồ đen nói, cái này thì ta không biết, có điều theo như ta biết, một người phụ nữ của cậu ta đang học pháp tắc chi đạo ở chỗ Phồn Đoá Chí Tôn, chắc chắn là có quan hệ. Có điều có thể không giống như cách mà chúng ta tưởng tượng. Ông ta vừa nói vừa nhìn về phía Đoá Nhất, Chí Tôn, ta có một cách. Đoá Nhất nói, ông đang định nói nếu như hắn không phải là người của Phồn Đoá. Vậy thì thanh kiếm của hắn có bản nguyên chi lực của Phồn Đoá là do có người đã cưỡng chế lấy đi, nhưng Phồn Đoá lại không dám phản kháng. Không chỉ như vậy, Phồn Đoá còn thu nhận người của hạ giới làm đồ đệ cũng là bởi vì nguyên do đó. Lão già mặc đồ đen gật đầu, đúng. Nghe vậy, Đoá Nhất lại chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong mắt dần trở nên nghiêm trọng. Một người mà ngay cả Phồn Đoá cũng không thể không nể mặt. Cô gái váy trắng. Thật sự rất đáng sợ sao? Sau một hồi, Đoá Nhất đột nhiên nói, còn có một điểm, lúc người Diệp Huyên này đối diện với Phồn Đoá Chí Tôn, không hề run sợ. Đoá Nhất nhẹ giọng nói, lúc hắn đối diện với ta cũng không chút run sợ, điều này nói lên rằng hắn đã từng gặp người mạnh mẽ giống như bọn ta, hoặc là còn mạnh hơn cả bọn ta. Lão già mặc đồ đen gật đầu. Đoá Nhất nói, ông tìm hiểu được chừng nào về cô gái mặc váy trắng. Lão già mặc đồ đen lắc đầu, không nhiều, mà bây giờ nàng ta đã hoàn toàn bạt vô âm tín, dù có sử dụng Chí Tôn Thiên Nhãn thì cũng chẳng thể tìm được người này. Ông ta nhìn về phía Đoá Nhất, Chí Tôn, nếu như thật sự muốn giết người này thì có thể giải quyết người đàn ông áo xanh và cô gái váy trắng phía sau lưng cậu ta trước đã. Đoá Nhất trầm mặc hồi lâu, nói, không giết nữa. Lão già mặc đồ đen nhìn về phía Đoá Nhất nói. Giết Diệp Huyên mặc dù có thể hả giận, nhưng không có bất cứ lợi ích nào, không chỉ không có lợi ích mà có thể còn chọc tới một số kẻ địch mạnh mà mình chưa biết rõ. Còn về việc chủ động đi tìm hai người này, ta bị điên rồi sao? Đánh lại được còn tốt, lỡ như không đánh lại được, vậy thì chẳng phải tự đi nộp mạng sao? Ta không ngu, việc gì phải làm chuyện ngu ngốc như vậy? Nói xong, nàng quay người rời đi.
lão già mặc đồ đen. Nghe Đoá Nhất nói như vậy, lão già mặc đồ đen lắc đầu cười hỏi, vậy Chí Tôn có dự định gì? Sau một lúc im lặng, Đoá Nhất đáp lời, tiếp tục điều tra. Càng chi tiết càng tốt. Lão già mặc đồ đen gật đầu, được. Nói xong lão ta định rời đi, lúc này Đoá Nhất lại đột nhiên nói, đừng trêu chọc hắn. Lão già mặc đồ đen gật đầu, ta hiểu rồi. Nói xong, lão ta lập tức biến mất. Đoá Nhất từ từ nhắm mắt lại. Vô địch. Nàng chưa bao giờ cho rằng mình vô địch. Núi cao còn có núi cao hơn. Nàng chỉ là chí tôn của vũ trụ này, hơn nữa, dù là ở trong vũ trụ này, nàng cũng không phải là người mạnh nhất. Bên trên chí tôn còn có thần đế. Mà nàng tự biết rằng bây giờ vẫn có hai vị thần đế còn sống. Dĩ nhiên, quả thực nàng khá khó chịu với Diệp Huyên. Tuy nhiên, nàng sẽ không vì sự khó chịu của bản thân mà đi gây thù chuốc oán với một vài kẻ địch mạnh mà mình chưa biết rõ. Hành động đó thật ngu ngốc. Một lúc sau, Đoá Nhất quay người rời đi. Bên trong tiểu tháp, dưới sự hướng dẫn của Tiểu An, tu vẻ của Diệp Huyên có thể nói là tiến bộ nhảy vọt. Bây giờ hắn chỉ còn nửa bước nữa là đạt đến thần thể. Ở một nơi nào đó trên đỉnh núi, Diệp Huyên và Tiểu An ngồi đối diện nhau. Diệp Huyên hỏi, Tiểu An, nếu như tu luyện đến thần thể thì có thể tránh được vạn vật xâm phạm sao? Tiểu An gật đầu, đúng vậy. Đương nhiên, mọi chuyện không có gì là tuyệt đối. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu An quay đầu liếc nhìn bầu trời, nhẹ giọng nói, muội phải đi rồi. Sắp hết thời gian nửa tháng rồi. Diệp Huyên nói, bây giờ tình hình vết thương của muội hồi phục thế nào? Tiểu An nói, muội đã đỡ nhiều rồi, có đủ khả năng để ứng phó với đám đối thủ của muội. Diệp Huyên gật đầu, vậy ta không giữ muội ở lại nữa. Tiểu An khẽ gật đầu, huynh chỉ còn nửa bước nữa là đạt tới thần thể cảnh. Khoảng cách nửa bước này nhìn thì rất gần nhưng trên thực tế lại rất xa. Bởi vì có rất nhiều người dùng cả đời cũng không thể đạt được. Diệp Huyên hỏi, muội có lời khuyên gì cho ta không? Tiểu An nói, thuận theo tự nhiên là được. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Tiểu An lại nói thêm, huynh bảo trọng. Nói xong nàng đứng dậy rời đi. Diệp Huyên đột nhiên nói, ta tiễn muội. Tiểu An liếc mắt nhìn Diệp Huyên gật đầu, ừ. Cả hai biến mất trong khỏi tiểu tháp. Trong tinh không, Diệp Huyên và Tiểu An cùng nhau đi về phía xa. Tiểu An nói, bây giờ nếu huynh gặp lại cô gái kia thì vẫn phải cẩn thận một chút. Diệp Huyên gật đầu đáp, ta sẽ cẩn thận, còn muội, bây giờ muội trở về báo thù sao? Tiểu An gật đầu. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì Tiểu An đột nhiên ngẩng đầu lên, ngay sau đó, tinh không đột nhiên tách ra, 9 con rồng lớn kéo theo một tòa cung điện bay ra ngoài. 9 con rồng lớn đều là những con vật khổng lồ, mỗi con dài ít nhất 1.000 thước. Ngay khi 9 con rồng lớn xuất hiện, toàn bộ tinh không sôi trào sùng sục như nước sôi. Tiểu An nhẹ giọng nói, đi muộn mất rồi. Diệp Huyên. Đúng lúc này, 9 con rồng lớn bay đến trên đầu Tiểu An, cửa cung điện đột nhiên được mở ra, sau đó, một cô gái mặc váy đỏ chậm rãi bước ra. Cô gái mặc một chiếc váy màu đỏ, đội chiếc mũ bằng lông vũ trên đầu. Lông mày đẹp như tranh vẽ, đeo một thanh kiếm dài có vỏ bọc ở thắt lưng. Thanh kiếm dài 3 thước, chiều rộng bằng 2 ngón tay, bao kiếm đầy hình thú kỳ dị, trên đầu chuôi kiếm có khắc một chữ đỏ tươi nhỏ, sắc. Phía sau cô gái có 2 ông già đi theo. 2 người khẽ cúi đầu, hoàn toàn không có khí tức. Cô gái bước xuống bậc thang bằng đá, cuối cùng đi tới đỉnh đầu của một con rồng lớn, nhìn xuống Tiểu An phía dưới, cười nói, An Võ Quân. Ngươi vẫn còn sống thật à? Tiểu An nhìn cô gái, ngươi thất vọng sao? Cô gái cười nói, cũng hơi hơi. Tiểu An quay đầu nhìn Diệp Huyên, huynh đi trước đi. Diệp Huyên do dự, sau đó nói, muội có thể xử lý được không? Tiểu An gật đầu, huynh đi trước đi. Diệp Huyên đang định nói tiếp thì ánh mắt của cô gái đột nhiên nhìn vào Diệp Huyên, nàng ấy cười nói, đây là ai? Tiểu An liếc mắt nhìn cô gái, Tĩnh Chi, không phải ngươi đến đây tìm ta sao? Cô gái tên Tĩnh Chi cười nói, đúng là ta tới đây tìm cô. Nhưng ta nghe Hỏa Đức ở bên cạnh ngươi nói, ngươi có quen biết với một vị thiếu niên,
mà thiếu niên này có một thứ thần vật vô cùng nghịch thiên. Nghe nói không gian bên trong thần vật này không giống với thế giới bên ngoài của chúng ta, bên trong 10 năm, bên ngoài chỉ có một ngày. Nàng ấy vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Huyên, nụ cười càng thêm rạng rỡ, có thật không? Hỏa Đức. Diệp Huyên nhíu mày. Mẹ kiếp. Tên danh này thật sự muốn kéo hắn xuống nước. Bên cạnh, Tiểu An quay lại nhìn Diệp Huyên, xin lỗi. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, lần sau gặp lại gã, ta sẽ giết chết hắn. Tiểu An gật đầu, được. Lúc này, Tĩnh Chi mới đột nhiên cười nói, xem ra vị tiểu ca này thật sự có thần vật rồi. Nàng ấy vừa nói vừa xòe lòng bàn tay ra, cười rạng rỡ, tiểu ca, thứ này rất có ích đối với ta, ngươi có thể đưa cho ta được không? Chỉ cần ngươi đưa cho ta thì ta có thể đảm bảo ngươi sẽ sống sót rời khỏi đây. Diệp Huyên liếc nhìn Tĩnh Chi rồi cười nói, cô nương, ta cũng không có ý định xen vào chuyện của thần cổ giới. Còn về thần vật, đó là thứ mà muội muội ta để lại cho, quả thật không thể tặng cho người khác. Đương nhiên nếu là người của mình thì ta có thể tặng. Tĩnh Chi chớp mắt, người của mình, có nghĩa là thế nào? Diệp Huyên nghiêm nghị nói, tuy rằng không thể tặng cho người ngoài, nhưng nếu đối phương là người phụ nữ của ta thì cũng không phải là người ngoài. Láo xược. Phía sau Tĩnh Chi, một lão già đột nhiên giận dữ hét lên, ngay sau đó, một luồng hơi thở khủng khiếp khóa chặt Diệp Huyên, lúc này, không gian nơi Diệp Huyền đang đứng bắt đầu bị hủy diệt. Lúc này, Tiểu An vung cánh tay phải, sức mạnh thần bí bao phủ Diệp Huyên lập tức biến mất. Lão già vừa ra tay liếc nhìn Tiểu An, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi, không dám ra tay nữa. Tĩnh Chi đột nhiên nhếch khóe miệng cười khẩy nói, Hỏa Đức nói ngươi là người thông minh. Da mặt rất dày, bảo ta phải cẩn thận hơn khi đối mặt với ngươi. Thông minh hay không thì tạm thời chưa nhìn ra, nhưng quả thật da mặt ngươi dày thật đấy. Diệp Huyên cười nói, Hỏa Đức còn nói gì nữa không? Tĩnh Chi nhẹ nhàng giẫm vào đầu rồng bằng chân phải, con rồng từ từ hạ xuống, cuối cùng dừng lại ở điểm cách đầu hai người Diệp Huyên 100 thước. Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, gã nói với ta, ngoài một tòa tiểu tháp, ngươi còn có một thanh kiếm rất có giá trị. Không chỉ vậy, gã còn nói ngươi có một muội muội rất giỏi chế tạo thần vật, hình như tên là Thanh Nhi, đúng không? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Tĩnh Chi cười và nói, nàng ta đang ở đâu? Diệp Huyên quay đầu nhìn Tiểu An, Hỏa Đức không phải là một người tốt. Tiểu An. Tĩnh Chi lại đột nhiên nói, Tiểu ca, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi bằng lòng giao tòa tiểu tháp và thanh kiếm mà Hỏa Đức đã nói thì ta có thể để cho ngươi sống sót rời đi. Đương nhiên, nếu như ngươi bằng lòng lấy nó ra cho ta xem thử, mà hai thứ đó không phải là thần khí như lời Hỏa Đức nói thì ta cũng sẽ để ngươi rời đi. Diệp Huyên im lặng. Nếu lấy ra thì chắc chắn sẽ không đi được nữa. Ngay cả Tiểu An cũng coi trọng tiểu tháp như vậy, điều đó có nghĩa là tiểu tháp có công năng rất khủng bố, cho dù ở thần cổ giới cũng vô cùng hiếm có. Lúc này, Tiểu An đột nhiên nói, huynh đi đi. Muội ngăn cản bọn họ. Diệp Huyên lắc đầu, vô dụng thôi, nếu như bọn họ giết muội thì vẫn sẽ tới tìm ta. Ta chưa từng nghĩ tới việc Diệp Huyên ta anh minh một đời lại bị một tên danh gài bẫy. Hổ thẹn, hổ thẹn. Tiểu An nhẹ giọng nói, thực sự xin lỗi. Diệp Huyên bật cười, Tiểu An, muội không cần xin lỗi ta. Tiểu An ngước nhìn Tĩnh Chi, mối ân oán giữa chúng ta đừng dính dáng đến huynh ấy được không? Tĩnh Chi nhìn Tiểu An bật cười, cô đang cầu xin ta sao? Tiểu An im lặng. Diệp Huyên đột nhiên nắm lấy tay Tiểu An, cười nói, việc đã đến nước này, nói nhiều cũng vô ích. Đánh với nàng ta một trận là được. Tiểu An suy nghĩ một lát rồi nói, đánh nhau cũng không thành vấn đề, nhưng sao lại nắm tay muội? Diệp Huyên nở nụ cười tươi rói, ta hơi bối rối. Nắm tay muội thì ta sẽ thấy yên tâm hơn. Tiểu An liếc mắt nhìn Diệp Huyên, huynh đã dùng thủ đoạn này lừa gạt bao nhiêu cô gái rồi. Diệp Huyên, lúc này, Tĩnh Chi đột nhiên cười nói, hai vị, ta từ nơi xa xôi đến đây không phải để xem hai người tán tỉnh nhau đâu. Nàng ấy vừa nói vừa liếc nhìn Diệp Huyên, nếu ngươi đã không ngoan ngoãn giao đồ ra thì ta chỉ có thể tự tay giết ngươi sau đó lấy nó. Tả tướng, giết hắn. Giọng Tĩnh Chi trầm xuống. Một ông già sau lưng nàng ấy đột nhiên biến mất tại chỗ. Khoảnh khắc lão già biến mất, Tiểu An đang định ra tay,
mà lúc này Tĩnh Chi đột nhiên nhìn về phía Tiểu An, một đạo kiếm thế mạnh mẽ bao phủ Tiểu An, đồng thời, một đạo kiếm quang hạ xuống từ trên trời, chém thẳng về phía Tiểu An. Vẻ khinh thường lóe lên trong mắt Tiểu An, nàng nhẹ nhàng dậm chân phải, cả người bay lên trời. Kiên cường. Bên kia, ngay lúc lão già biến mất, sắc mặt Diệp Huyền thay đổi, đột nhiên rút kiếm chém tới. Rút kiếm định sinh tử. Một nhát kiếm vung xuống, kiếm quang đột nhiên bộc phát trước mặt hắn. Rầm. Diệp Huyền đột nhiên lui ra ngoài, đường lui này dài ngàn dặm. Sau khi dừng lại, miệng Diệp Huyền chảy ra một ngụm máu. Diệp Huyền lau vết máu nơi khóe miệng, nhìn lão già cũng đã lùi xa ngàn thước, trong lòng không khỏi tức giận mắng chửi, chết tiệt, mới bao lâu chứ? Đối phương lại bắt đầu không bình thường rồi. Có kiểu chơi như vậy nữa sao? Ở phía xa, tả tướng liếc mắt nhìn tay phải của mình, có một vết kiếm khá sâu. Ánh mắt tả tướng nhìn Diệp Huyền mang theo chút kinh ngạc, ngươi là một người trần mắt thịt mà lại có thể làm ta bị thương. Diệp Huyền lại lau vết máu trên khóe miệng, ngay sau đó, hắn biến mất tại chỗ, lúc này, trên đầu tả tướng đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm quang chém thẳng xuống như sấm sét. Tả tướng mở lòng bàn tay trái, một cây thương dài xuất hiện trong tay, ông ta vung cây thương trong tay phải. Bùm! Một đạo quang chấn động tung ra, kiếm quang bị chém thành từng mảnh, nhưng lúc này Diệp Huyền đột nhiên rút kiếm chém ra. Sau khi phi kiếm mới là rút kiếm định sinh tử. Giờ phút này, cho dù hắn không dùng huyết mạch chi lực thì cũng có thể chém ra 900 lần rút kiếm định sinh tử. Mỗi nhát kiếm đều kinh thiên động địa. Phát hiện được sức mạnh đáng sợ của thanh kiếm của Diệp Huyền, đồng tử của tả tướng đột nhiên co rút lại, lập tức dùng cây thương dài chống đỡ. Bùm! Cùng với âm thanh của tiếng nổ kinh hoàng, tả tướng lập tức bị chém ngược ra xa hàng nghìn mét. Diệp Huyền chớp mắt, sau đó nhìn thanh kiếm trong tay, thở dài nói, kiếm kỹ do mình sáng tạo đúng là không tầm thường. Quả thật là thiên tài. Tiểu tháp. Lúc này ánh mắt tả tướng hiện lên vẻ khó tin khi đối mặt với Diệp Huyền. Ông ta là cường giả thần thể cảnh. Thế nhưng ông ta lại bị một người phàm đánh bị thương. Sao lại có thể như thế? Tả tướng nhìn Diệp Huyền, là kiếm kỹ của ngươi. Lúc này ông ta cũng nhìn ra điểm siêu phàm trong kiếm kỹ của Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, tiếp tục nào. Vừa dứt lời, hắn đột nhiên biến mất. Một tia kiếm quang xoẹt qua. Ánh mắt tả tướng hiện lên vẻ nham hiểm, ông ta không hề né tránh cứ để mặc cho Diệp Huyền tấn công vào giữa trán của ông ta. Rầm. Thoáng chốc cả người tả tướng trở nên mờ ảo, nhưng nhanh chóng khôi phục lại như thường, sau đó hai người cũng lùi về sau. Trong khi lùi lại, Diệp Huyền chỉ nhẹ dẫn dắt. Nhất kiếm chém đầu. Ở đằng xa tả tướng trợn mắt, cổ họng của ông ta nứt ra nhưng ngay sau đó cả người ông ta lại trở nên hư ảo. Khi ông ta khôi phục lại bình thường, vết thương nơi cổ họng đã biến mất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Diệp Huyền nhíu mày. Hắn biết đây là thần thể, một khi đạt đến thần thể cảnh thì sẽ có khả năng phòng thủ đặc biệt. Nhưng hắn cũng biết khả năng phòng thủ đặc biệt này không thể dùng nhiều, vì tiêu hao sức lực quá nhiều. Lúc này trong mắt tả tướng lộ ra vẻ kiêng dè. Mấy kiếm kỹ này của Diệp Huyền đã có thể gây ra uy hiếp thực chất với ông ta. Thiếu niên này hơi không tầm thường. Lúc này Tĩnh Chi và Tiểu An ở chân trời đằng xa bỗng dừng lại. Tay trái Tĩnh Chi cầm lấy thanh kiếm, nàng ấy nhìn Tiểu An nói, người yếu hơn trước rất nhiều. Tiểu An khẽ nói, người mạnh hơn trước rất nhiều. Tĩnh Chi cười nói, ngươi cố gắng thêm một chút sẽ vượt qua ta, nhưng ta sẽ không cho ngươi thời gian đâu. Tiểu An nhìn Tĩnh Chi nói, vậy thì cứ tiếp tục. Tĩnh Chi vừa muốn ra tay thì như nhận ra điều gì, nàng ấy bỗng quay đầu lại nhìn Diệp Huyền, ngươi vẫn còn sống. Diệp Huyền cười nói, thất vọng lắm sao? Tĩnh Chi nhìn về hướng tả tướng trầm giọng nói, thánh chủ, người này không đơn giản. Không đơn giản. Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyền nói, xem ra ngươi rất không tầm thường. Diệp Huyền nhìn thanh kiếm trong tay Tĩnh Chi hỏi, cô là kiếm tu? Tĩnh Chi gật đầu, phải. Kiếm tu. Diệp Huyền nhìn Tĩnh Chi, cô có dám đánh cược không? Tĩnh Chi cười nói, cược cái gì? Diệp Huyền nói, ta đỡ một kiếm của cô, nếu ta đỡ được,
cô phải cho ta thêm một tháng. Tĩnh Chi lắc đầu cười, tại sao ta phải cược với ngươi? Bây giờ ta... Diệp Huyên bỗng ngẩng đầu lên, pháp tắc tối cao, cứu mạng. Mọi người... Trong tinh không không hề có động tĩnh gì. Diệp Huyên hơi ngượng. Lúc này Tĩnh Chi đột nhiên nhíu mày, nàng ấy quay đầu lại nhìn, cách đó không xa có một người phụ nữ đã chậm rãi bước đến. Chính là Phồn Đoá. Phồn Đoá nhìn Diệp Huyên nhưng không nói gì. Thấy Phồn Đoá, Diệp Huyên vội nói, sư phụ, người đến rồi. Sư phụ. Nghe Diệp Huyên nói thế, Tĩnh Chi cau mày nhìn Phồn Đoá, các ngươi cùng một ruột. Phồn Đoá đang định lên tiếng, Diệp Huyên đã nói, tất nhiên rồi. Phồn Đoá nhìn Diệp Huyên cũng không nói gì. Tĩnh Chi cười nói, ta thấy không giống lắm. Diệp Huyên vội đi đến trước mặt Phồn Đoá, hơi cúi người, sư phụ xinh đẹp giúp một chút đi. Phồn Đoá cười nói, nể mặt ngươi hay nàng ta? Diệp Huyên nói, nể mặt đạo nhất. Sau một hồi im lặng, Phồn Đoá nhìn Tĩnh Chi, bọn ta cùng phe. Cuối cùng nàng ta vẫn chọn đứng về phía Diệp Huyên. Vì cô gái váy trắng là người bất khả chiến bại. Tĩnh Chi khẽ cười, một phe thì một phe, không sao cả. Diệp Huyên nhìn Tĩnh Chi, tính về số người, chúng ta bằng nhau. Nếu liều mạng thì các ngươi không nắm chắc phần thắng đúng chứ? Tĩnh Chi gật đầu, phải. Diệp Huyên nói, từ cổ thần giới đến đây các cô mất nửa tháng, hay nói cách khác nếu các cô tiếp tục gọi người đến cũng phải mất nửa tháng, đúng không? Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên cười nói, thế nên ngươi muốn thêm nửa tháng cho An Võ Quân, không đúng, nếu tiểu tháp của ngươi là vũ khí thần kỳ như Hỏa Đức nói, 10 năm bên trong bằng một ngày bên ngoài thì nửa tháng, chậc chậc. Tiểu ca, ngươi đúng là tính hay thật, Diệp Huyên cười nói, cô thông minh giống ta đấy. Tĩnh Chi bật cười, ngươi thú vị thật. Nào, chẳng phải ngươi muốn đỡ một kiếm của ta sao? Chuẩn bị xong chưa? Phồn Đoá ở một bên bỗng nói, ngươi không cần phải đỡ một kiếm của nàng ta đâu. Tĩnh Chi cười nói, nếu không đỡ thì bây giờ chúng ta đánh, đánh đến khi nào người của ta đến. Diệp Huyên nhìn Tiểu An, nhân phẩm của nàng ta thế nào? Tiểu An nhỏ giọng nói, nhân phẩm khá tốt, lúc đầu sẽ không phản bội. Diệp Huyên nhìn Tĩnh Chi, nhân phẩm của cô không tốt lắm. Tĩnh Chi cười nói, nhân phẩm cũng như da mặt thôi, đều là thứ vô dụng nhất thế gian, cần nó làm gì? Diệp Huyên. Tiểu Tháp nói, tiểu chủ, người gặp phải đối thủ rồi. Diệp Huyên sầm mặt. Kiểu người không cần mặt mũi lại không cần nhân phẩm này hơi khó đối phó. Tay trái của Tĩnh Chi đặt trên thanh kiếm nói. Nếu ngươi không muốn đỡ một kiếm của ta thì chúng ta đánh, đánh đến nửa tháng sau khi người của ta đến. Nói rồi nàng ấy định rút kiếm ra, nhưng lúc này Diệp Huyên bỗng nói, ta đỡ một kiếm của cô. Tiểu An bỗng xuất hiện bên cạnh Diệp Huyên, nàng lắc đầu, huynh không phải là đối thủ của nàng ta. Diệp Huyên nói, chỉ là một kiếm thôi, không sao đâu. Tiểu An nhíu mày định nói thêm gì đó thì Diệp Huyên lại nói, yên tâm đi. Tĩnh Chi nói, vậy thì bắt đầu nào. Nói rồi nàng ấy xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, tay trái nàng ấy định rút kiếm ra nhưng ngay sau đó khóe môi nàng ấy nhếch lên, tay phải đánh một cú vào đầu Diệp Huyên. Tấn công bất ngờ khiến sắc mặt Diệp Huyên thay đổi. Mẹ kiếp! Người phụ nữ này không dùng kiếm mà lại dùng quyền. Không ra tay theo những gì đã nói. Vào thời khắc quan trọng, Diệp Huyên dùng đến kiếm vực. Vô địch kiếm vực. Cả người Diệp Huyên lập tức lùi về sau hàng chục ngàn trượng, sở dĩ hắn dừng lại là vì Tiểu An xuất hiện phía sau lưng hắn. Hai tay Diệp Huyên siết chặt, cả người run rẩy. Kiếm vực bị phá rồi. Thân thể hắn suýt nữa bị vỡ nát. Không đúng, nếu không nhờ Tiểu An thì có lẽ thân thể hắn đã không còn. Là Tiểu An bảo vệ được thân thể của hắn. Tĩnh Chi ở đằng xa cười nói, kiếm vực vừa rồi của ngươi rất thú vị. Diệp Huyên hít sâu một hơi, hắn ngưng tụ phía sau rồi nhìn Tĩnh Chi nhếch môi nói, chẳng phải đã nói dùng kiếm sao? Tĩnh Chi nói, người đang ở cảnh giới nào? Ta ở cảnh giới nào? Cách biệt một trời một vực, nhưng ngươi lại dám chủ động bảo ta xuất kiếm, trong đó chắc có bẫy gì đó. Mặc dù ta không biết có bẫy gì nhưng ta biết ngươi chắc chắn có cách đỡ được một kiếm của ta, nên ta không dùng kiếm. Diệp Huyên cười nói, sợ ý quá.
Tĩnh Chi bật cười, nhưng ta lại hơi thắc mắc, tại sao ngươi nghĩ mình có thể đỡ được một kiếm của ta? Diệp Huyên lắc đầu cười, vì ta là kiếm tu, ta chỉ đơn giản muốn mở mang kiến thức với kiếm tu mạnh, không có ý gì khác. Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, thật sao? Diệp Huyên gật đầu, thật. Tĩnh Chi chớp mắt, vậy nếu ngươi đỡ được một kiếm của ta, ta sẽ để ngươi mở mang kiến thức với kiếm tu mạnh. Yên tâm đi, ta đảm bảo với ngươi lần này ta dùng kiếm. Diệp Huyên cười nói, như thế này nhé, cô đỡ một kiếm của ta trước, sau đó ta sẽ đỡ một kiếm của cô, thế nào? Tĩnh Chi khẽ cười không nói gì. Diệp Huyên bật cười, không phải cô sợ một kiếm của ta đấy chứ? Tĩnh Chi cười ẩn ý, người đang dùng chiêu khích tướng. Diệp Huyên nói, ta còn một chiêu kiếm kỹ rất mạnh, ta nghĩ chắc có thể uy hiếp được cô, nhưng ta không dám đảm bảo. Tả tướng ở một bên bỗng nói, thánh chủ, kiếm kỹ của người này quả thật có chút tà môn. Kiếm kỹ mạnh. Tĩnh Chi khẽ cười, ngươi nói như thế thì ta lại càng có hứng thú. Nào, ta đỡ một kiếm của ngươi, mong kiếm kỹ mạnh của ngươi không làm ta thất vọng. Diệp Huyên lau vết máu trên khóe môi, chị vết thương trước, cô không ngại chứ? Tĩnh Chi nói, không ngại. Diệp Huyên gật đầu, hắn khoanh chân ngồi xuống bắt đầu chữa trị. Tĩnh Chi nhìn Tiểu An nói, An Võ Quân, không ngờ ngươi lại quen với một người thú vị như thế, đúng là thú vị. Tiểu An nhắm hai mắt lại không nói gì. Tĩnh Chi cũng không tự làm mình lúng túng nữa, nàng ấy lại nhìn sang Phồn Đóa pháp tắc tối cao, người muốn nhúng tay vào chuyện này thật sao? Phồn Đóa không nói gì. Tĩnh Chi lại nói, chuyện mà hắn nhúng tay là việc của thần cổ giới, người có biết thần cổ giới không? Đó là một nơi có văn minh võ thuật cao hơn vũ trụ này, ngươi và hắn nhúng tay vào chuyện này e là sẽ không có kết quả tốt đẹp. Phồn Đóa hỏi ngược lại, vậy ngươi biết về hắn không? Tĩnh Chi nhìn Diệp Huyên, hắn. Phồn Đóa cười nói, phải. Tĩnh Chi nói, ngươi không biết gì về cổ thần giới. Phồn Đóa nói, ngươi không biết gì về cô gái đó. Tĩnh Chi híp mắt, cô gái đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 163.